Chào tất cả mọi người, mình tên là Nguyễn Lan Anh. Năm nay mình 18 tuổi và mình đến từ Phúc Yên, Vĩnh Phúc. Mình hiện tại đang là học sinh trường Trung học phổ thông Hai Bà Trưng. Ở nhà thì bố mẹ cũng rất là vui khi mà nghe tin được mình được vào vòng ghi hình của chương trình Ca Sĩ Thần Tượng. Bố mẹ cũng ủng hộ mình hết mình. Về cái cơ duyên để Lan Anh theo đuổi hình tượng chị Lệ Quyên, có một lần anh đi hát thì mọi người đều gọi anh là sao giọng giống Lệ Quyên thế. Lúc đầu thì anh cũng không để ý đâu, nhưng mà lúc sau thì hát nhiều và nghe lại nhiều thì có một chút giống chị Lệ Quyên. Lan Anh thì nghe cũng khá là nhiều bài của chị Lệ Quyên, nghe từ hồi Lan Anh còn nhỏ ấy. Ba mẹ thì cũng hay mở nhạc của chị Lệ Quyên nghe, nên là cũng ngấm một phần, ví dụ như bài Hãy Trả Lời Em hay là Giấc Mơ Có Thật. Thì Lan Anh cũng xác định một điều là Lan Anh thi chương trình là để trau dồi kinh nghiệm và bản lĩnh sân khấu của Lan Anh. Cho nên là tâm lý của Lan Anh bây giờ rất là thoải mái. Mọi người hãy đón xem và ủng hộ cho Lan Anh nhé. Chọn đời một lần nữa thì chắc có lẽ vẫn yêu anh như ngày xưa. Nếu bây giờ được chọn lựa điều em ước mơ thì em tin em vẫn mơ như em từng mơ, vẫn mơ rằng chọn đời này yêu anh mãi, dù có tiếc nuối đắng cay trong ngày mai. Vẫn mơ rằng trọn đời này em trao đến ai, vì tình yêu trong em sẽ mãi không bao giờ phai. Bởi vì một khi em đã yêu là con tim em đã dâng trao cho tình yêu. Dù đường tình yêu muôn khó khăn và đôi khi em biết em không được may mắn, chẳng cần bận tâm hay nghĩ suy, mình hy sinh cho ai đó sẽ được những gì. Đã yêu nhau thì cứ yêu đi, sẽ cho ta ngày tháng chẳng hề phung phí. Và nếu bây giờ em đây được nói một lời, nói em còn yêu mãi một người, chẳng có bao giờ em muốn xa rời, dù ngày mai tới anh biết em luôn hằng yêu anh. Chẳng có bao giờ em thấy ân hận, chỉ cần anh biết em luôn hằng yêu Xin chúc mừng thí sinh Lan Anh. Đây là lần đầu tiên em tham gia vào một sân chơi âm nhạc đúng không? Nhưng mà khi em ở trong trường học á, em có tham gia văn nghệ của trường không? Dạ em có. Lại là một cô bé 18 tuổi nhút nhát và rụt rè dễ thương quá, dành cho cô bé một tràng vỗ tay đi quý vị. Các vị giám khảo của chúng ta nghĩ gì nào? Bài này thì anh cảm thấy là em quyến rũ, những cái động tác tay của em, những cái nhún người thì anh cảm thấy là nó chứa đựng trong đó rất là nhiều những cái tình ý trong đó. Đúng ra là Lan Anh hát bài này tốt hơn bài trước. Những cái câu mà đặc trưng của Lệ Quyên nhấn nhá thì em làm ra rất là giống. Chú ý, Lệ Quyên hát giọng rất là khỏe và rất là tự tin.
Nếu em thiếu đi cái sự tự tin đó thì em sẽ không thể giống Lệ Quyên được. Chính xác. Trời ơi, cái cô này cổ dịu dàng quá thiệt á. Em đứng kế cổ cái tự nhiên em cảm thấy em giữ kẻ. Anh thấy em có dịu dàng hơn không anh Nghĩa? Dạ, mời chị Cẩm Ly. Thì đó xem như là câu trả lời của anh nha Khả Như. Tội Như quá à, nãy giờ thiệt á, thương nó đi, thương. Bên kia người ta là Lệ Quyên, kế bên nó cũng được như Lệ Rơi chứ. Anh không cần bên em nữa, anh Thành được rồi, em ổn rồi. Cảm ơn các vị giám khảo. Sánh đôi hạnh phúc nói cười chỉ mong thế thôi, đến tận cuối cùng từng giây phút trôi, ánh mắt rạng người cầm tay bước đi, tiếng yêu cất lời. Và anh cảm ơn cuộc đời này đã mang em về bên mình, để rồi mỗi sớm mai khi thức dậy anh nói rằng hãy yêu anh và bên anh người nhé. Nắm tay anh thật chặt, giữ tay anh thật lâu, để hứa với anh một câu sẽ đi trọn tới cuối con đường, đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi thì em yêu ơi xin em hãy cứ tin. Nắm tay nhau thật chặt, giữ tay nhau thật lâu, để hứa với nhau một câu sẽ đi trọn tới cuối con đường, đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi thì đôi ta cũng sẽ không xa rồi. Nắm tay nhau thật chặt, giữ tay nhau thật lâu, hứa với nhau một câu sẽ đi trọn tới cuối con đường, đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi. Tình mình đã xa quá, trái tim anh luôn nhớ đến em. Hay quá. Anh nuôi niềm tin, một ngày nắng ấm xóa tan đêm cô đơn ta tìm nhau. Nắm tay nhau thật chặt, giữ tay nhau thật lâu, để hứa với nhau một câu sẽ đi trọn tới cuối con đường. Giữa nước sông tố, cuộc đời ngỡ tan vỡ, tình yêu ta trao nhau người xa. Đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi thì đôi ta cũng sẽ không xa rời. Nắm tay nhau thật chặt, giữ tay nhau thật lâu, để hứa với nhau một câu sẽ đi trọn tới cuối con đường. Đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi thì em yêu ơi xin em hãy cứ tin. Em ơi dù cho tình mình đã xa quá, trái tim anh luôn nhớ đến em. Anh nuôi niềm tin, một ngày nắng ngấm xóa tan đêm cô đơn ta tìm nhau. Nắm tay nhau thật chặt, giữ tay nhau thật lâu, hứa với anh một câu sẽ đi trọn tới cuối con đường. Giữa dòng thơ, cuộc đời ngỡ tan vỡ, tình yêu ta trao nhau người xa. Chúc mừng Lâm Trần Thuận và Văn Phong. Hai chàng trai này là những hiện tượng hiếm hoi hiện nay. Tôi thấy là các bạn giọng hát đẹp, phong cách chuyên nghiệp, nam tính, đỉnh đạt, tự tin. Và vòng chung kết của chương trình này cần hai bạn. Vâng. Hơn cả một lời hứa hẹn anh Nghĩa. Nó là lời khẳng định rồi. Hay quá. Sai bơi. Hứa trơn vậy. Tôi chọn hay bất quá. Chấp.
Vậy thì còn chị Cẩm Ly, chị thấy phần kết hợp của hai chàng trai này thế nào ạ? Phấn khích, chị phấn khích rất nhiều. Chị phải nói rằng giọng của hai đứa thì quá là đẹp rồi, không có còn bàn cãi gì điều đó hết. Ở Thuận á, từ xưa giờ chị đã nhận xét em, cái giọng em rất là tinh tế, nhưng mà tại vì nó chưa đúng cái bài của em thôi. Cái chất giọng của em mà nó đúng cái môi trường mà thả em vào là em mặc sức tung tăng. Em hát rất là thoải mái, không ai, không có đoạn nào làm khó em được. Và cái phong cách của Hà Anh Tuấn nó rất là từ từ, thoải mái, nó nhẹ nhàng, thanh thản. Thì trái lại ở bên đây Tuấn Hưng rất là bốc lửa, rất là mãnh liệt. Hai cái thái cực nó khác nhau, khi nó hòa lại cái bài này thì rất là hay. Bên Hà Anh Tuấn em có những cái nốt thả rất là giống, những cái từ mà em thả xuống một từ nó rất là giống, rất giống. Còn bên Tuấn Hưng hả, bên Phong hả, con hát mấy cái chữ mà khi mà con nghiền cái chữ là mà đừng đi là y chang luôn, hoặc là con đường ta tìm nhau, những cái đó, những cái đặc trưng. Giọng đã hay, phong cách tốt mà đã vậy có những cái điểm nhấn rất là đặc sắc, và sự hòa quyện của hai đứa nữa, cảm thấy rất là phấn khích. Chúc mừng hai đứa. Anh thấy lúc từng bạn đi ra ha, giống như các bạn đang dọn cổ á, mỗi bạn dọn một chút, nhưng mà anh cảm thấy là nó rất là vừa vặn. Ví dụ như là Lâm Trần Thuận ra trước, em hát trước là đã thấy khai vị hơi ngon rồi, sau đó là đến Văn Phong vào, anh cảm thấy nó cũng rất là đã. Rồi sau đó lại chuyển sang một bài khác, hết bài này rồi chuyển sang bài khác, lại cảm thấy giống như là đầu bếp đang dọn lên một món thượng hạng tiếp theo. Nhưng mà mỗi món với liều lượng rất vừa phải. Và thật sự là cái mashup á, nó rất là khó hát. Anh thấy là các em hát á, các em phải rất là tập trung, nếu không nó sẽ bị sai nhịp từ này kia ngay. Nhưng mà anh thấy là câu này đuổi đến câu kia, nó cứ tiếp nối nhau, rất là đã và nghe rất là hay. Văn Phong thì hôm nay diễn xuất á, là anh thấy không có gì để phải bàn cãi. Còn về Lâm Trần Thuận đó, em đã có giọng ca hay rồi, đoạn đầu cho đến gần cuối mọi thứ rất là quý ông, rất là lịch lãm. Tuy nhiên anh vẫn ước muốn lúc cái đoạn mà lên tông á, cao trào thì thường Hà Anh Tuấn á, phải có một sự bộc phát về mặt cảm xúc. Tức là cái hình thể của Hà Anh Tuấn á, là lúc đó không phải như cái đoạn trước đó nữa. Hà Anh Tuấn bước qua bên này, bước qua bên kia, trụ chân này và ngã về bên này, hoặc là ngã về phía sau, hoặc ngã về phía trước. Mọi thứ nó đều rất là nghệ, nó có cái gì đó rất là jazzy trong đó. Thì em nghiên cứu thêm. Dạ. Hồ Văn Phong đã hoàn thành phần thi của mình. Xin mời đạo diễn Hoàng Nhật Nam. Cái bài này là một cái bài hit của ca sĩ Tuấn Hưng rồi. Anh có xem một cái phần diễn của Tuấn Hưng ở nhà hát lớn và thấy ảnh năng lượng nhiều hơn. Còn em thì em hơi bị trùng trùng xuống, cho nên là anh không có nhiều cái hưng phấn cho lắm. Nhưng mà anh vẫn không phủ nhận là giọng hát của em rất là hay, rất là tình cảm. Cảm ơn đạo diễn Hoàng Nhật Nam. Thật sự ra như thế này nè em trai ạ. À, tới vòng này thì em có nhiều âm sắc giống anh Hưng rõ hơn. Nhưng mà hiện nay nó khổ cho em như thế này là em lại không có cái tinh thần phóng khoáng. Tất cả những câu hát em nó vẫn nằm trong khuôn nhạc. Tuấn Hưng hát á, nó tự do lắm. Ông nè, đã khuya rồi vẫn ngồi đêm sau. Nó có cái gì đó giống như là nói chuyện nhiều hơn, và cực kỳ thái độ rất là manly. Và câu á, anh không bao giờ phân biết cái nhịp mà nó đều. Tách nhịp lúc nhanh, lúc chậm, lúc ngắt câu, lúc kéo dài. Khi mình đã bắt chước cái người thần tượng đó, phải bắt chước từ cái linh hồn bắt chước ra. Nói cái cách em ra em đưa tay, anh thấy em cũng đưa tay, nhưng em thật sự không hoàn toàn tự tin 100% cho cái đưa tay đó. Nếu em tưởng tượng mình là ngôi sao thì cái cách đưa tay của em sẽ khác. Mọi người ơi, hãy làm theo tôi nhé. Nó sẽ có cái thái độ đó. Còn hiện nay em là không biết có ai làm theo mình không. Thật ra mình thi mà em. Em cứ làm tự tin đi, còn người ta làm theo em hay không là chuyện của người ta. Nhưng anh cần thấy trên cái gương mặt của em, em phải tin em là ngôi sao. Tuấn Hưng có cái gì đó chất chơi lắm. Nó rất là một gã đào hoa, em hiểu không? Yes. Đó, một gã đào hoa. Một gã đào hoa. Khẩu hình của Tuấn Hưng rất là rộng, nhiều năng lượng. Mai mốt về cầm cái hamburger thả ra cho nó táp được hết cái hamburger là chính xác. Đó, cũng kêu người ta liên quan tới vấn đề ăn uống. Phải tập. Khi một thí sinh bước vào một cuộc thi, chúng ta phải lựa cái thú vị nhất mà thi. Đó là cái sự tinh tế để mình chọn lọc cái gì mà mình bày biện cho khán giả xem. Đó là kinh nghiệm đi thi, anh nói thật. Cảm ơn giám khảo Trấn Thành. Có thể là một bài hát ca sĩ hát ở nhiều cái phiên bản khác nhau. Cái bài hát này thực ra đã lâu rồi. Nó là cái thời mà anh Hưng mới vừa bắt đầu mà có tiếng mọi người biết đó. Có thể là như vậy, cho nên là con bắt chước theo cái phong cách đó vả lại.
theo cô nghĩ rằng trong bài hát này nó không có nhiều đất để cho con phô diễn về cái phong thái của Tuấn Hưng. Chính vì ở những vòng đầu tiên, vì mình quá hoàn hảo cho nên đòi hỏi của giám khảo cứ mỗi ngày phải mỏi hơn, chứ không phải là hôm nay mình làm không tốt. Thật ra cái trường hợp này nó lại hoàn toàn khác với cái bạn Hoài Lê. Bạn thấy bạn Hoài Lê, thậm chí bạn ấy cũng có nhiều đó. Nhưng mà Hoài Lê tới khi bạn ấy làm á, thì bạn làm cho người ta nổi da gà là tại vì có những cái nó giống khủng khiếp. Phong chưa có làm cho người ta thấy có một số những cái gọi là giống khủng khiếp. Chỉ là nghe giống nhờ. Có những cái mà người ta phải đập chân đập tay, trời ơi giống quá. Phải tìm cho ra. Cố gắng ha. Cảm ơn giám khảo Cẩm Ly. Và cuối cùng xin mời chị Minh Tuyết. Cái đại chữ của Tuấn Hưng em có, chất giọng của Tuấn Hưng em có, nhưng mà cái cách xử lý của từng cái câu á, ví dụ ai đã yêu một lần, còn em là ai đã yêu một lần, thì em lại đãi như vậy. Còn về phong thái, em phải coi phong cách của Tuấn Hưng trình diễn live, góp nhạc áp dụng những cái đặc trưng của Tuấn Hưng vào cái bài hát mà nó có ý nghĩa theo phong cách của Tuấn Hưng, thì em sẽ hiện nguyên hình Tuấn Hưng một cách hoàn chỉnh. Cái đó là cái mà bạn Hoài Lê đang làm được. Biết được cái mấu chốt, cái tật của Quang Lê đó, và bản trở thành một cái gì đó nằm lòng trong bản rồi. Đến cái chữ nhã đó, đến cái lúc đó hát là cái câu đó cái là bạn tự động bản làm luôn ra. Cho nên bản bắt chước được cái hồn của Quang Lê. Em chỉ cần thêm cái đó nữa là em hoàn hảo. Dạ, cảm ơn các vị giám khảo về những lời nhắc nhở dành cho Văn Phong. Tôi đi trong nắng thu màu nhớ, ngỡ ngẩn vì tiếng gió thu buồn. Tôi đi trong lá thu vàng làm buồn lá tình thơ. Hôm nay sao áo bay nhiều thế, tôi tưởng ngàn cánh bướm quê màu. Làm sao xuyên đường hoa, những tà áo cưới thướt tha bay bay trong nắng chiều, đưa người em gái bước chân đi đi về chốn nào. Thôi buồn làm sao em có nhớ thu nào, những tà áo cưới tiễn em đi lấy chồng. Chim trời theo gió biết nơi đâu đâu mà ước mơ, cùng đàn thầm rơi rơi mãi tim tơ lòng bâng khuâng trong gió bay ta. Làm sao bớt lạnh lùng, tôi đi đi mãi theo màu nắng, nắng để lòng tôi với quanh hiu. Những tà áo cưới tiễn em đi lấy chồng. Chim
trời theo gió, biết nơi đâu đâu mà ước mơ. Cùng đàn thầm rơi, rơi mãi tim tơ lòng bâng khuâng trong gió bay ta. Gió hời làm sao bỡ lạnh lùng. Tôi đi, đi mãi theo màu nắng. Nắng để lòng tôi với quạnh yêu. Nắng để lòng tôi với quạnh yêu. Xin cảm ơn Vũ đoàn Phương Việt. Và đây là thí sinh Hoài Lê, giám khảo Hoài Nhật Nam. Trong bài vừa rồi thì với sự trợ giúp của bốn cô gái xinh đẹp, trong bốn tà áo cưới rất là khó cho Hoài Lê chọn lựa đúng không? Và anh thấy là những cái diễn xuất của em á, những cái tương tác với là Vũ đoàn, từng cô đến rồi sau đó từng cô đi, rồi sau đó các cô đó đi rồi, ánh mắt của em vẫn không ngừng nhìn theo từng cô như vậy cho đến khi kết luôn, thì mình vẫn nuôi cái cảm xúc đó, vẫn nuôi cái nét diễn của mình. Thì anh thấy là em thực sự hòa nhập vào trong bài hát luôn. Từng cái tuyến đi, tuyến diễn của em trên sân khấu thì anh nghĩ là nó không bị thừa thải một chút nào cả về phần diễn. Chúc mừng em. Xin cảm ơn đạo diễn Hoàng Việt Nam. Cái bộ vest hôm nay mặc rất là đẹp, đẹp trai. Cảm ơn đạo diễn Hoàng Việt Nam. Và xin mời phần nhận xét của ca sĩ Cẩm Ly ạ. Em hát về cái phần mà luyến lấy kỹ thuật á, không có làm khó em, nó rất là mượt mà và nó rất là tròn trịa, nó rất là giống Lê cực kỳ luôn ở những cái điểm đó. Thì chị không hiểu là hôm nay em có vấn đề gì về giọng hát hay không. Thì khi em hát lên á, thì chị hơi khó chịu rồi, tại vì thật sự em làm được cái điều đó dư sức. Nhưng mà sau á, bài vở thì vẫn tròn, nhưng những cái luyến lấy của em nó bị gãy, nó có vấn đề, nó không như lúc trước mà khả năng của em có thể làm được. Giống như là cái làn hơi của mình nó không đi đều được, nó bị vỡ ngay cái nốt đó và những cái nốt sau nó xuống liền. Em nghĩ là vì cái giọng, tập cái giọng vang á, phải không? Lê không quen hát những cái điệu nhanh, vì Lê luyến lấy nhiều á, cho nên khi mà em qua tới cái điệu nhanh á, em luyến không kịp, cho nên em bị gãy và em cứ bị cảm giác của mình sợ mình bị rớt nhịp á, nên em hát cái nhịp nó không có thực sự chắc. Trong gió thì em phải lấy, vừa xong là mình phải lấy hơi. Khi em kéo nhiều quá em không đủ cái câu để hơi để mà em lấy, để cho cái câu sau thì em sẽ bị cái câu sau gần như là trễ một chút xíu. Dạ vâng, anh Trấn Thành, anh ngồi anh nghiệm như vậy, anh có gì binh vực cho thí sinh Hoài Lê không ạ? Bởi vì cái bài hôm nay thì nó hay, nó tròn chỉnh nhưng không có đã. Cái vấn đề là nó thiếu đi những cái khoảnh khắc để người ta thấy được chữ ký của Quang Lê. Nó chỉ là vậy thôi. Thành ra là Thành nghĩ là lần sau nếu như bạn vào vòng trong nên lựa cái bài nào mà nó có nhiều cái chỗ để mình phô diễn cái kỹ thuật của Quang Lê nhiều hơn ha, để người ta nghe rõ hơn thì người ta sẽ cảm thấy thú vị hơn, tự tin hơn nữa bạn nhé. Tìm em nơi bình yên không gọi tên chúng ta. Em đi tìm anh con đường quen xa dần khác lạ. Vì mình mãi đến là chân trời. Anh đi tìm em nơi biển sâu nơi mình lạc mất nhau. Anh đi tìm em nơi bình yên không gọi tên nỗi đau. Em đi tìm anh nơi tuổi thanh xuân đã úa màu. Mà giờ chẳng thấy anh nơi đâu. Giờ anh đang ở nơi đâu? Gọi tên anh lúc sâu. Trả lời anh đi cho em tìm vết sâu. Giờ anh đang ở bên ai? Gọi tên anh lúc đêm dài. Để dành nhiều thương trao cho anh cho nhấp ta. Hold me please, hold me please, hold me please. Dừng bước để ta sẽ bên nhau hoài. Please don't go away.
đi tìm em nơi biển sâu, nơi mình lạc mất nhau. Anh đi tìm em nơi lòng anh không gọi tên nỗi đau. Em ơi, anh nơi tuổi thanh xuân đã úa màu, mà sẽ chẳng thấy anh nơi đâu. Giờ anh đang ở nơi đâu, gọi tên anh lúc sâu, trả lời em đi cho em từ đất sâu. Giờ anh đang ở bên ai, gọi tên anh lúc đêm dài, để dành nhiều thương trao cho anh trên nhân phai. So baby hold me please, this is the thế ta sẽ bên nhau hoài. Please don't go baby, please don't go. Dù chỉ là phút giây. Hold me please, so baby hold me please, thế ta sẽ bên nhau hoài. Please don't go baby, please don't go. Dù chỉ là phút giây. Cần mời mà giám khảo lên tiếng trước rồi thấy không? Dạ xin mời giám khảo Trấn Thành ạ. À, cưng muốn xỉu. Trời ơi, hai bạn đúng là mở màn cho chương trình. Các bạn tạo ngay cái hứng khởi cho giám khảo làm việc ngay từ phút đầu tiên. Basker Ngọc Tân hôm nay chuyển hóa năng lượng xuất sắc. Cái màn hóa thân của bạn coi như là ngày hôm nay yêu cầu cái gì là có cái đó. Lựa bài quảng giọng phù hợp là có quảng giọng phù hợp. Ca một cái là nghe ra Hồ Ngọc Hà liền. Yêu cầu giảm cân liền. Yêu cầu trang điểm đẹp hơn liền. Yêu cầu vẽ cái chân mày lệch xuống, vẽ đẹp luôn. Muốn gì được nấy. Muốn gì được nấy. Như Như soi giúp anh là Pascal có nút ruồi không? Nữa. Đâu? Có nha, rõ có ràng. Có luôn nha. À. Quay cận là thấy liền. Sắc xảo. Rất là kỹ ha. Hôm nay hai bạn đốt nóng sân khấu bằng những cái vũ điệu. Và lúc đầu thì vũ đoàn vẫn đang che em ở phía sau á. Thì mở ra rồi mới thấy em thì rất là bất ngờ. Bởi vì em hóa thân trong cái bộ gym suit rất là sexy và không nghĩ rằng là em có thể mignon và gầy như thế này được. Trong những cái động tác vũ đạo của em thì vẫn còn, dĩ nhiên là chưa thực sự là điêu luyện lắm. Đặc biệt là những cái đoạn Lâm đứng im để cho em trường lắc lư bên cạnh. Anh ơi, thật sự á, nhảy bình thường đã khó mà nhảy đẹp như chị Hồ Ngọc Hà khó lắm anh ơi. Với lại đạo diễn ơi, đạo diễn có biết tại sao mà chưa có trường, chưa có lắc được như ý đạo diễn không? Trong những ngày vừa qua khi Pascal Ngọc Tân tập nhảy trên đôi giày cao gót bị trật chân. À. Và ngày hôm nay vẫn còn rất đau nhưng mà bạn ấy làm như không có gì xảy ra cả. Và đã mang đến một màn trình diễn hóa thân quá tuyệt vời. Đúng rồi. Bàn về Nu nè. Nu bữa nay tự tin hơn Nu bữa trước. Hát nó có hai phần. Phần điệp khúc rất giống Nu. Nhưng cái phần đầu phát âm vẫn bị là bạn vang quá. Nó không có độ bay. Âm thanh mono á, nó không phải là âm thanh mà Nu là nó phải phát bay một tí. Hôm nay thì Tân Vĩnh hơn Hoàng Lâm một tí. Nhưng mà hai bạn kết hợp lại thì cái hòa quyện của hai bạn làm tốt quá. Nên là thôi cũng không có khắt khe nhiều với hai bạn. Nhưng mà ngày hôm nay tiết mục này Thành cực kỳ thích. Cảm ơn, thank you. Tôi còn trong ngọng làm chi đó đã đưa ngang từ thùa ở nào thì thôi người cứ yên tâm nhé,
chẳng bao giờ dám nói đâu. Mấy năm cách biệt mình gặp lại nhau. Minh Tuyết á, chị cười ha ha. Ủa sao vậy chị? Tại chị đã quá đó mà. Thực sự đối với chị á, khi mà Hoài Lê hát á, rõ ràng là chị thấy em trai của chị Quang Lê đứng trên sân khấu giống dễ sợ đối với chị nha. Cách đứng, cái bước đi luôn, cái động tác đưa tay lên hay là ngoảnh cái đầu hay ngoắt cái tay như vậy rất là giống cái hồn ở trong từng cái câu chữ. Giống Quang Lê gần như là 100%. Chỉ tội một cái điều á, là cái chất giọng của em á, nó không có âm sắc bén như là cái chất giọng của Quang Lê. Nhưng không có nghĩa là nó không hay. Nhưng mà đối với chị thì đã nói là bắt chước thần tượng, thì em đã bắt chước được tất cả những gì mà anh Quang Lê đã có. Dạ, cảm ơn chị Minh Tuyết. Nghe lời nhận xét là xong cảm thấy nhẹ nhàng hơn nhiều phải không em? Dạ, em thấy em ốm lại một chút. Sao mà để cho súc mỡ đi uổng vậy? Đúng rồi, nó hốc hác quá rồi nè. Mặt bé nó ốm nhôm, ốm nhách luôn vậy đó. Ôm lo quá lên, hay dạ. Sao? Ốm lên. Nói về cái sự hốc hác mà góc cạnh chắc chắn phải hỏi giám khảo Trấn Thành. Anh cũng hốc hác đi đúng không ạ? Lo, tại anh lo cho thí sinh. Hoài Lê bước ra cũng lo luôn đúng không Lê? Áp lực luôn đúng không? Tâm lý dạ, chứ. Chút xíu thôi. Dạ. Đó chút xíu chứ không phải không. Nhưng riêng trường hợp của bạn khen tí, giọng hát rất tốt. Tôi chỉ hơi tiếc chút xíu một xíu thôi. Là phải chi á, hôm bữa giám khảo Minh Tuyết nói là mấy bạn đừng có lạm dụng những cái tật của những người ca sĩ ta hát. Nói là không lạm dụng chứ cũng đừng có làm ít quá. Thấy cái bài đó nó bình thường đi. Thi mà đôi khi tôi thà bạn làm quá một chút còn hơn là không làm gì hết. Tôi cưng bạn là cưng những cái mà bạn nhăn mặt, bạn đẩy tay, đẩy chân ra. Thật ra tôi mê mấy cái đó lắm. Để thấy được, à người ta biết cái chiêu này là của cái ca sĩ đó nè. Hãy thoải mái làm những cái gì mà mình cảm thấy thú vị nhất. Nhưng đúng là ông trời sinh, cái giọng của bạn là giọng thổ hơn của anh Lê nhiều. Nó không có cái độ bay như anh Lê. Tôi không yêu cầu cái đó. Tôi chỉ yêu cầu là bạn nắm được cách xử lý thái độ, thần thái thì đúng là mọi thứ là của Quang Lê thiệt. Nếu bạn vào vòng trong làm ơn hát cái bài nào á, tiết tấu hơn một tí và thể hiện được nhiều cái thái độ Quang Lê hơn, tôi cưng bạn lắm. Ra bận bộ đồ đen tím là vô hệ tôi rồi. Có cái cây tím sau lưng nữa. Mà có giống gì nữa không mà cưng dữ vậy? Tự nhiên thấy có dính mỡ rồi thấy vui. Cảm ơn Trấn Thành. Xin mời tiếp theo giám khảo Cam Ly. Chị vẫn giữ cái câu nhận xét từ đầu chương trình đến bây giờ là ở em á, cái tình và những cái từ mà em thả đặc trưng của Lê em đều có hết. Có hết. Chị không để ý giọng hát em luôn mà chị cứ nhìn cái đó hoài mà chị thấy Lê đàng hoàng. Đó là khi em hát á, cái đầu em nè. Có, nãy Thành không cái thấy. Cái đó nó rất không là không thấy có. Có. Anh muốn thêm nhưng nhiều mà bữa nữa. Nay anh làm nhẹ quá. Không. Anh bị tiết chế là có trước làm quá, nhiều lắm. Bị tiết chế là tôi thấy nãy ổng làm nhiều. Còn chị đang nói cái đặc trưng của Lê khi mà hát từng câu luôn là Lê cứ gì nè, cái nhẹ nhẹ là em làm, chị cứ nhìn cái đó hoài luôn á. Nhưng hồi nãy chị nín thở lúc câu cuối của em em có cảm giác không? Chị nói bị chết rồi, nó gãy cái câu ao rồi, không lên tới. Mà không ngờ em vẫn kéo và em đầy hết cái câu sau. Tất cả xung quanh đều tốt hết. Mọi người phải công nhận một điều là phần lớn các bạn bắt chước chỉ bắt chước được hình thức, đúng, hình thể, nhưng không bắt chước được cái tâm, cái hồn trong câu hát. Em là em người làm có được. Được cái điều đó. Cho nên chị ghi là em là cách xử lý và cả cái tình. Hôm nay là nhận được rất là nhiều lời khen. Nhưng đừng chủ quan, nếu đi vào trong nữa mình còn có nhiều cái giống như cái yêu cầu của anh Thành là muốn. Bây giờ tôi yêu cầu thêm một điều nữa để dằn mặt hai vị giám khảo còn lại. Lần sau bạn muốn vào trong bạn phải mập hơn nữa. Chị đề nghị em bây giờ anh Thành muốn em phải mập hơn nữa. Bây giờ cứ xin cái số điện thoại anh Thành đi đâu rủ em đi chung ăn, chung là mập lên liền. Ok. Trời hợp lý. Ơi. Tại sao nói về cái sự mập lại quy về cho giám khảo Trấn Thành? Không em kém. Không có nói là anh Thành mập. Em chỉ nói là anh Thành sẽ dẫn em đi ăn không, chung để có vậy. Cái động lực Thành thôi. Không mập nhưng mà Thành luôn luôn tạo điều kiện và cơ hội cho người khác mập cùng. Được, chuyện nhỏ. Ok. Nhắc tới đồ ăn cái thấy nhớ quá. À, mình bỏ qua chương trình ẩm thực được không? Mình đến với thí sinh Hoài Lê, anh Hoàng Nhật Nam, anh thấy như thế nào ạ? Tôi rất là bất bình khi mà giám khảo Trấn Thành vừa rồi yêu cầu Hoài Lê là phải mập hơn.
Máy mập. Bởi vì như này là vừa làm cho thí sinh của chúng ta áp lực. Nhưng mà thêm một vấn đề đó nữa là tôi đã được biết là giám khảo Quang Lê là có ngồi chung với giám khảo Minh Tuyết trong Tuyệt Đỉnh Song Ca, đã bắt đầu là đi tập gym rồi và mặt có dấu hiệu và hiện tượng V-line. Anh Lê đi tập gym rồi thì bây giờ em mà không có thành công chút, em ơi. Chút nữa thời gian nữa là em mập lên, anh Lê ốm xuống là em lại đuổi. Không em ơi, cái chuyện mà Quang Lê ốm xuống là viễn vông nha. Ồ, viễn vông nha em, đúng rồi đó thiệt. Trời ơi, tại quá. Tại sao vợ mọi người lại nói xấu em trai của tôi? Tôi nói giỡn, tôi đừng có lén lén, tuần sau mập thiệt tội nghiệp nha, tôi không chịu trách nhiệm. Em đâu mà vô chung kết gì mượn nguyên bộ đồ Quang Lê cho em bận luôn. Minh Tuyết quyền lực lắm. Hét lên rằng anh nhớ em, yêu đương thủa ấy chỉ còn lại như cánh đồng hoang. Đơn côi sớm tôi, anh bây giờ như thế thôi, hoang mang trống vắng. Biết bao lần anh đã tự hỏi, giờ về đâu đó có còn khốn khó, có còn yêu anh nồng nàn như thuở xưa. Giờ về đâu đó có thật hạnh phúc, có nghĩ về anh dù là trong phút giây. Vì anh ngu si, lòng đã không suy nghĩ, giờ em bước đi trách nhau được gì. Anh ngu si, lòng đã không suy nghĩ, giờ ôm nỗi đau biệt ly. Tình yêu hôm qua là thật hay dối trá, mà sao nỗi đau cứ theo nhau về. Tình yêu hôm qua giờ đã trôi xa quá, lòng sao vẫn yêu người xa. Còn khốn khó, có còn yêu anh nồng nàn như thuở xưa. Giờ về đâu đó có thật hạnh phúc, có nghĩ về anh dù là trong phút giây. Vì anh ngu si, lòng đã không suy nghĩ, giờ em bước đi trách nhau được gì. Vì anh ngu si, lòng đã không suy nghĩ, giờ ôm nỗi nỗi đau biệt ly. Lady X7. Vì anh ngu si, lòng đã không suy nghĩ, giờ em bước đi trách nhau được gì. Vì anh ngu si, lòng đã không suy nghĩ, giờ ôm nỗi đau biệt ly. Tình yêu hôm qua là thật hay dối trá, mà sao nỗi đau cứ theo nhau về. Tình yêu hôm qua giờ đã trôi xa quá, làm sao vẫn yêu người xa. Vì anh ngu si, lòng đã không suy nghĩ, giờ em bước đi trách nhau được gì. Vì anh ngu si, lòng đã không suy nghĩ, giờ ôm nỗi đau biệt ly. Tình yêu hôm qua là thật hay dối trá, mà sao dối trá. Tình yêu hôm qua giờ đã trôi xa quá, lòng sao vẫn yêu người xa. Lòng sao vẫn yêu. Vẫn yêu người xa.
Vâng, xin cảm ơn sự hỗ trợ của nhóm bè Cadillac. Chị Ly, chị cảm thấy như thế nào về tiết mục này ạ? Hồi nãy bà Cẩm Ly bà búng vô tôm luộc cái bên tôi vậy đó. Trời ơi, tôi chưa bao giờ thấy Cẩm Ly phấn khích như vậy đó nha. Không phải, thật sự rằng đó, cái những cái người mà cái máu âm nhạc đó, thì khi biết rằng nhiều khi mình không hát cái dòng nhạc đó, nhưng mà đặc biệt có một cái là cô nói nhạc mà tiết tấu đó, và khi mà người ca sĩ mà hát đúng với cái tiết tấu với cái nhạc đó, nó có một sự cộng hưởng rất là mạnh, và nó sẽ khiến cho khán giả ở xung quanh cũng phấn khích theo. Ví dụ nhạc nó đánh dứt khoát mà nó đánh nhanh vậy, mình cứ hát rề rà giống như nó lọt thỏm ra ngoài, nó không tạo được cái sự cộng hưởng, nên nó không phấn khích được khán giả và nghe họ rất là khó chịu. Nhưng mà con đã làm được điều đó, cho nên là khỏi cần phải ý kiến ý cò gì hết, là tất cả khán giả đây đã đứng dậy và hát theo mình. Và đặc biệt tôi hết hồn, trong một cái phút thoáng nào đó cô quay qua Thành, cô lo ra, cô quay lại cô nói: ủa sao đâu có hai cái micro, Thành giấu ở đâu kỹ, con giấu đâu vậy? Con để trời sao? Đất ơi, hèn chi đâu có thấy đâu, lo quay qua nói chuyện với Thành nữa, sao nó hát cái chữ quá giống quá. Ai ngờ quay qua thấy cầm hai micro. Chơi chiêu, cái này chơi chiêu á. Chiêu. Chiêu này là thỏa mãn cái anh này, mà nó không có cầm hai micro hát như Tuấn Hương anh đâu có chịu. Trời đất ơi, mà em trai bữa nay cưng lắm, càng ngày càng bản lĩnh sân khấu ha. Nhưng mà anh Thành muốn góp ý để em tốt hơn nữa. Nếu em vào trong, em biết em thiếu cái gì không? Tình cảm em có, máu em có, em thiếu cái chất điên của Tuấn Hưng. Tuấn Hưng mà đã lên tới cái lúc ấy là sẽ điên, và sẽ có những cái trò nó rất là không bình thường. Đó là những cái khác biệt của thần tượng của em. Tại vì sẽ có những người thần tượng khác họ không làm như vậy, có muốn bắt chước cũng bắt chước hỏng được. Còn anh Hưng á, tới cái đoạn mà đập disco hồi nãy là anh làm nhiều trò dễ sợ lắm. Chị thấy, chị sorry Thành, chị thấy Tuấn Hưng diễn rồi. Khi mà bắt đầu lên cái đoạn như vậy á, Tuấn Hưng hay nhảy. Và cái con mắt của Tuấn Hưng á là mà cái cầu nối giữa khán giả với Tuấn Hưng. Tuấn Hưng sẽ nhìn xuống khán giả, sẽ kêu khán giả quẩy theo. Quẩy theo và ông nhảy vòng vòng nhảy cái như này. Ông phải là quẩy lên. Yeah, quẩy lên, quẩy lên, quẩy lên. Không phải vậy, em hiểu không? Phải có những cái đó, những cái mà thăng hoa của nghệ sĩ trên sân khấu. Và anh nói em nghe, em bắt chước Tuấn Hưng thì mới có những cái đó. Nhiều người người ta muốn có thêm cái để người ta bắt chước không có. Em phải khai thác triệt để. Tôi với ai
Việt Quân. Ông Khang không vui quá à. Sao vậy anh Thành? Cái đoạn đó nó quá có duyên luôn. Cái giọt vớt bèo đó. Vớt bèo nhẹ nhẹ. Thật sự quá thú vị. Vui, thiệt là vui luôn. Nhìn bạn hoài. Bạn là cái người có cái sự tưởng tượng rất là tốt. Bạn feel cái điều mà cái ngôi sao thần tượng của bạn đang feel. Tại vì cái bạn kia bạn làm không được cái điều bạn vừa làm. Đó là anh Ngọc Sơn hát bài này đâu có thường đâu. Lâu lâu coi như là hên xui khán giả lâu lâu yêu cầu anh hát thì em mới hát, chứ anh không bao giờ anh thu âm chính thức cái bài này cả. Nhưng mà bạn hát vẫn rất tốt. Cảm ơn giám khảo Trấn Thành. Xin mời đạo diễn Hoàng Nhật Nam. Anh thích những cái câu mà những cái âm cuối của em á, ví dụ như là Huy Hoàng. Anh thích chữ Hoàng phía sau, rồi chính Ngà, chữ Ngà phía sau á, cái âm nó vang ra và nó rất là chính xác và giống anh Ngọc Sơn rất là nhiều. Anh cũng khen em ở cái phần mà em đưa đẩy cảm xúc á, trong cái phần dựng bài của giám đốc âm nhạc cũng rất là có sự tính toán. Cho em ra trước rồi sau đó mới cho bạn Quân ra sau. Đó, để em ghi điểm trước để mình chiếm lĩnh sân khấu, để cho nó định hình trước, để tạo một cái cơ sở, cái cảm xúc cho bạn Quân đi ra. Đó thì em ra xong rồi thì trong khi đợi bạn hát thì em vẫn nuôi cảm xúc và em cũng lắc lư và đong đưa một chút. Bắt đầu nhịp tay bắt đầu để bắt vào cái câu hát tiếp theo. Thì anh rất là thích, tức là mặc dù em không hát, bạn Quân đang hát nhưng mà anh cũng vẫn theo dõi hai người. Xem cái diễn biến sân khấu, diễn biến cảm xúc và cái thái độ của từng người nó có bị dứt ra hay không, hay là đang chờ đợi đúng cái câu mình thì giật mình vào thì không. Còn sang cái phần của Quân á thì em có phần thiệt thòi hơn một chút xíu, bởi vì người bạn của mình là cả thần sắc và cả giọng hát á, nói chung là chiếm trọn cái spotlight. Tuy nhiên là anh vẫn thấy em với bạn vẫn có sự hòa quyện với nhau trong cái bài hát này. Nếu tính về cái phần trình diễn của bài hát á thì anh vẫn rất thích. Thế hai bạn nó vẫn đảm bảo cái phần tiết tấu, cái phần tình cảm về phần nghe cũng như về phần nhìn và cái cảm xúc mà hai em nuôi được trong cái lòng khán giả. Chắc có lẽ là tại vì cái thân với anh Vũ quá cho nên có vẻ hơi khắt khe. Hồi nãy Tuyết đã cố gắng nhắm mắt mình lại để mà nghe giọng hát thôi, không nhìn, để mà tìm được một cái điểm giống với anh Trường Vũ. Nhưng Tuyết vẫn không tìm ra được một cái điểm nào giống. Đối với bản thân riêng một mình Tuyết thì Tuyết thấy bạn có thể nói là gần như là 70% không giống anh Trường Vũ luôn. Là đối với riêng bản thân Tuyết. Rồi cũng giống như anh Nam nói là bạn lại hát chung với lại Khang. Lại là một người phải nói như thế nào. Bây giờ chị đang suy nghĩ thế này nè Khang. Chị đang lo âu cho em. Bởi vì chị không biết là vào những vòng trong nữa. Vì em hát quá giống anh Sơn. Khi em bắt đầu thể hiện riêng phong cách của mình, liệu em có thoát ra khỏi anh Ngọc Sơn như bây giờ em đã là anh Ngọc Sơn trong giây phút này đây đối với chị? Đó cũng có thể xem như là một lời khen tặng từ giám khảo Minh Tuyết. Nãy giờ là khen Khang nhiều quá thì đây là nói để rút kinh nghiệm. Em còn bị một cái nữa, em có biết cái gì không? Cái nhịp của em. À đấy, cái nhịp của em vào nó bị trễ. Chị chỉ nhắc nhở em đã có được những cái rất là giống, nhưng coi chừng bị mọi người nói cái vụ phong cách của anh Sơn. Anh Sơn có nhiều lắm, cái pha phong cách của anh rất là nhiều. Đôi khi coi chừng chính vì mình muốn quá giống, coi chừng mình bị, chỉ dùng một từ nữa là lạm dụng. Tức là em tập trung vào đó, em sẽ bị sơ sẩy những cái điều khác. Nếu em được vào vòng trong thì với tiêu chí chị vẫn phải soi những điểm đó để mà tính điểm. Tại vì mình phải công tâm đối với tất cả các thí sinh khác. Mình thương, mình yêu, nhưng mà cuộc thi là nó phải ra cuộc thi. Dạ, với lại bởi vì khi mà mình vào vòng trong á, thì các thí sinh khác cũng đều giỏi như nhau. Đúng. Các thí sinh kia cũng đều rất giống với thần tượng của họ. Cho nên là gọi là ngang tài, ngang sức. Lúc đó thì giám khảo sẽ phải soi tới những cái lỗi xung quanh để mà chấm điểm cho các bạn thí sinh. Cần phải lưu ý điều này. Cảm ơn các vị giám khảo và chúc mừng hai bạn đã hoàn thành phần thi của mình. Phố xưa vuốt mần về giữa mưa chiều, có em gái nhỏ tự đoá hoa sen, hồn nhiên ca hát hoa tiên mưa rơi, làm cho tôi nhớ một thuở sương mai đã xa xa rồi theo dòng thời gian.
nhớ nhung vụng về làm chút mây hồng vẽ lên phố thị thời tuổi thơ tôi. Mộng mơ hoa bướm ngày tháng rộn chơi, tình yêu cao vút tự gió bên trong, ước mơ xuân người bây giờ thành thơ. Còn đó một chút hư vô, còn đó một chút để mê nhớ nhung phù du, sắc cánh bay bay theo cõi mơ. Còn đó một chút tiêu sơ, còn đó một chút mong manh, cánh sen hồng phai như áng mây bay theo dòng thời gian. Còn đó một chút hư vô, còn đó một chút để mê nhớ nhung phù du, chập cánh bay bay theo cõi mơ. Còn đó một chút tiêu sơ, còn đó một chút mong manh, cánh sen hồng phai như áng mây bay theo. Thưa quý vị, đó là Tuấn Nguyễn. Xin cảm ơn Vũ Công, Ánh Nguyệt. Nghệ sĩ Trấn Thành, anh cảm thấy như thế nào về tiết mục này ạ? Khi bạn cất giọng hát lên những câu đầu tiên rất là giống, nhưng mà vào cái đoạn điệp khúc thì bắt đầu nó hơi thay đổi một tí xíu về âm sắc. Tự nhiên nó có chất giọng của bạn ở trong đó nhiều hơn. Bài này âm vực cũng hơi cao nên tôi nói rồi, những khi nào mà âm vực quá cao thì cái độ kiểm soát của mình để hát giống một ca sĩ thần tượng nó sẽ khó hơn. Bạn hát giống anh Quang Dũng ở những quãng trầm nhiều hơn là những quãng cao. Tại vì nếu như bạn hát giống anh Quang Dũng nhiều hơn thì bạn phải đẩy cái âm thanh nó hơi lên mũi một tí, thì nó ngộp lại một tí nữa thì nó mới giống nhiều hơn. Cái thứ hai nữa là anh Quang Dũng anh có một cái đặc biệt hơn, rất là lạ hơn người ta, là mặc dù anh hát bằng mũi, giọng mũi nhiều, nhưng mà khi hát thì cái âm thanh nó lại vang, nghe rất là dày. Nhưng mà còn âm thanh của bạn thì nó để đóng vào trong, nó nằm ở trong người bạn nhiều hơn, nó không có ra, nó thoát ra nhiều. Là nãy giờ Thành đang nói về màu giọng, còn nếu mà nói về phong cách hay là tình cảm hay là cái cách bạn thể hiện trên sân khấu thì hoàn toàn giống nhá. Chất giọng của em, cái âm của em, những khi em nhả những có một vài chữ rất là giống, chẳng hạn như câu ao, chữ phai cũng rất là đẹp. Duy chưa có điều giống như chị, có cảm nhận giống như Thành. Có nghĩa là Dũng hát thì nghe nó như thế, nhưng cái độ dày trong cái giọng nó sẽ có. Đôi khi em hát cái hơi nhiều, em cũng hát theo cách của Dũng, nhưng lại bị nuốt vào trong hơi nhiều, cho nên nó gọi, người ta dùng từ là nó bị tù, cái giọng mình nó tù, nó không vang ra ngoài. Thì cái đó là mình sẽ khắc phục lại nếu em được vào vòng trong. Chứ em, chị thấy chị thích cái phong thái của em nhất. Cho chị bổ sung thêm vạch mặt anh Quang Dũng chút xíu. Xin lỗi anh Quang Dũng điều đó. Tại vì chị hát với anh Quang Dũng cũng khá nhiều. Quang Dũng hát cái miệng hơi mím mím, mím. Cười mím chi sao đúng cái tay. Đúng rồi. Còn đó đúng rồi, đúng rồi, là tay nó phải, nó hơi có cái sự móc vô đó cưng. Cái tay nó cứ như vậy à. Và có cái xu hướng là chồm người ra phía trước. Trời ơi. Là cái tay để cho nó ra phía trước. Sao bình thường tôi nhớ Quang Dũng của tôi anh sang lắm mà ta. Tự nhiên nghe qua. Tưởng sao qua hai người này cái gì móc. Móc chồm. Rồi cái gì dày dày. Thấy anh Quang Dũng mà anh đó là cách chúng tôi diễn tả. Chúng tôi đang diễn tả anh Quang Dũng một cách rất mỹ miều, chỉ có hai MC thể hiện lại rất khuyết tật thôi. Và khi mỗi lần mà đứng mà chờ nhạc á, cái mặt của Dũng như nè, mặt kiêu hãnh đó không chị? Kiêu hãnh đó. Mặt nhạc đi, nhạc kia đi rồi hát, tôi hát cho nghe. Đúng rồi đó. Cái kiểu này nè, tán nhạc cho mặt tôi đi. Tán nhạc cho mặt tôi đi. Rồi tôi hát cho nghe đó. Ừ đó. Thật ra đây nãy giờ nói đùa thôi, chứ thật ra những người như là chị Minh Tuyết là cái người hát nhiều với anh Dũng, cho nên những cái chi tiết đó nó thuộc về cái sự tinh tế, cái sự quan sát, hát với nhau nhiều mới phát hiện ra được những cái điều đó, và các vị giám khảo đã chia sẻ lại với em. Hy vọng rằng ở những vòng sau mình sẽ tiếp thu những cái điều này để mình làm cái phần thi của mình tốt nhất nha. Chúc mừng Tuấn Nguyễn. Nàng ngả lời mi xin tàu và bi ơi nồng à nó tua căn bay hàng chim.
tiếng tình lệ kêu ơi nàng à, à nó. Vòng tay ngỡ ngàng nghe đắng môi trắng đêm, em hỡi em lời hứa xưa đã phai. Em ơi có hay thành phố không đêm ngày ai khóc ai sau này. Vòng tay ngỡ ngàng nghe đắng môi trắng đêm, em hỡi em lời hứa xưa đã phai. Em ơi có hay thành phố không đêm ngày ai khóc ai sau này. Vừa rồi là Chuyện tình không dĩ vãng do sự thể hiện của Hoài Lê. Em giới thiệu một chút về mình đi nè. Dạ, trước tiên em xin chào bốn vị huấn luyện viên và hai MC rất là dễ thương. Em tên là Hoài Lê, em đến từ thành phố Hà Nội. Mà làm gì mê Quang Lê tới mức độ nói chuyện cũng giống ổng luôn vậy trời. Em có cơ hội gặp Quang Lê bao giờ chưa? Được làm việc chung, được hát chung hay thế nào chưa? Dạ, cũng một lần tình cờ là trong cái mini show thì Hoài Lê cũng gặp được anh Quang Lê và được anh chỉ bảo cho những cái cách hát. Hoài Lê là tên thật hay vì yêu Quang Lê mà đặt nghệ danh là Hoài Lê? Tại cái nghệ danh này thì lần đầu tiên mà gặp anh Quang Lê đó thì anh thấy ồ thằng nhỏ này nó giống mình quá, rồi anh đặt cho tên Hoài Lê, rồi từ đó giờ em lấy cái tên Hoài Lê luôn. Hoài Lê là giống Quang Lê hoài luôn. Nhưng mà giống thật, bạn giống điệu bộ, cử chỉ, hành vi, cách nheo con mắt lại rồi mở con mắt ra, rồi những lúc Lê hát say sưa nghiến cái răng đẩy cái má ra phía trước, tất cả những động tác đó y xì bon cái tay hát như này, tay không ai sau này, đây là mặt là tươi cười y như ông Quang Lê, y chang cho sân khấu. Nghe nè, hát kiểu Thành chắc hát xong bài chắc cái cổ nó gãy thì quá thì đó, phải làm lố hơn tí để ta hình dung. Cách bạn xử lý cái nốt nhạc thì bạn hiểu về Quang Lê, nhưng mà cái giọng trời cho của bạn thì chưa giống lắm nha. Cảm ơn bạn. Cảm ơn Trấn Thành. Xin mời đạo diễn Hoàng Nhật Nam. Thực sự là so với cái mở màn đó thì bài này anh thấy em hát gần với Quang Lê nhiều hơn. Em đứng một mình trên sân khấu thì anh thấy rằng là những cái động tác điệu bộ của em rất là dễ thương. Vì Quang Lê là người Huế cho nên là hát những cái bài dạng như thế này thì rất là mộc mạc và ngọt ngào. Dường như là tôi thấy là ở Quang Lê cũng không có phải là phô diễn gì nhiều về mặt kỹ thuật đâu. Giống như là cái giọng hát nó từ bên trong con người của anh, nó tự tuôn ra vậy. Tôi thấy là cái phần trình diễn của em vừa rồi thì nó tốt hơn so với phần đầu. Và mong là cái phần kết đôi tiếp theo nó sẽ đặc sắc hơn nữa. Cảm ơn giám khảo Hoàng Nhật Nam. Lê ơi, anh có cái thắc mắc nè. Cái đoạn đầu của cái bài hát này á, em quay lưng lại em hát mấy cái hai ba cái câu đầu bằng cái tiếng gì đó anh nghe anh không hiểu. Hoài Lê là một người dân tộc Tày, là câu đầu đó Hoài Lê hát tiếng Tày có nội dung là đợi nàng. Dạ. Oh. Em chỉ anh nói coi, thí dụ I love you tiếng Tày nói làm sao? Cá điếp nọng. Cá điếp nọng. Cá điếp nọng. Cái gì? Cá điếp nọng hả? Cá điếp điếp nọng. Cá điếp nọng. Cá điếp nọng. Cá điếp nọng. Điếp điếp dạ. Cá điếp anh, cá điếp. Điếp. Cá điếp nọng. Cá điếp nọng. Cá điếp nọng. Cá điếp nọng. Đúng không? Và cái đó là cái phần sáng tạo riêng của em chứ trong cái bản gốc của Quang Lê đâu có đâu đúng không em? Dạ đúng rồi. À, giống như là cũng muốn có một cái dấu ấn của cái xuất xứ, cái nguồn gốc của mình trong cái tác phẩm này. Cảm ơn Hoài Lê. Thank you.
Ông là ông Phong đúng không? Bà có phải là bà Mộng không? Nếu anh nói anh vẫn chưa yêu, là thật ra anh đang dối mình. Còn anh nói đã trót yêu em rồi, là hình như anh đang dối em. Nếu anh nói anh vẫn chưa yêu, là thật ra anh đang dối mình. Còn anh nói đã trót yêu em rồi, là hình như anh đang dối em. Rồi từng ngày vắng anh, bước chân buồn tênh. Rồi từng ngày nhớ anh, trái tim không ngủ yên. Ôi xin em hãy hờn dỗi như ngày mới quen nhau. Đã xa nhau. Nếu anh nói anh muốn xa em, là thật ra anh mong rất gần. Còn anh nói đã muốn quên em rồi, là trong tim anh luôn nhớ em. Thật ra anh mong rất gần. Còn anh nói đã muốn quên em rồi, là trong tim anh luôn. Bà ơi, bà ơi, bà. Bà ơi, tôi mua được bún bò rồi nè. Mau mau đi về ăn đi, để nó nguội hết ngon. Ông ơi, ông ơi, tập thể dục xong rồi, về đi ông. Chào bà, bà khỏe hả? Chào ông. Chào ông Phong. Nhớ khi đã hết xúc động, giám khảo Trấn Thành anh nói gì ạ? Tại vì thế này là tôi thích những cái điều nhỏ nhỏ mà nó đáng yêu
và nó đẹp đẽ, nó xảy ra trên sân khấu á. Thật ra chương trình này một trong những cái khâu mà tạo nên một cái chương trình hay cho ca sĩ Thần Tượng, đó là những cái ý tưởng âm nhạc rất là sáng tạo của giám đốc âm nhạc Minh Vi. Giám đốc âm nhạc Minh Vi đã cho mọi người không những chỉ thưởng thức một bài nhạc mà đó là một tác phẩm. Ngay cả cách mà họ sắp xếp những bài mashup với nhau, nó đều có ý nghĩa, có nội dung và nó có giá trị trong âm nhạc rất là cao. Nó tôn vinh được giọng hát, nó khoe giọng, nó có cái khoảng đất để cho mọi người vẫy vùng. Và quan trọng như cái bài vừa rồi, nó chỉ là một bài Trái Tim Không Ngủ Yên chúng ta đã từng nghe quen thuộc, nhưng mà với cách trình bày này người ta cảm, nó dễ sợ cảm. Chỉ một chi tiết nhỏ thôi, tại sao tôi rơi nước mắt? Bởi vì các bạn diễn thật, các bạn không cố gắng làm cho ra ông già bà già, các bạn diễn thật. Và cũng cảm ơn hai bạn, tại vì hai bạn hát nó rất là thả hồn và trong đó rất là cảm cái nhân vật, cảm cái bài hát. Những cái dàn dựng rất là đơn giản nhưng mà nó len lỏi trong cái trái tim và tình cảm của mỗi chúng ta. Đừng có trách chi những phút sao lòng, ai cũng có một thời để yêu và để nhớ, ai cũng có những phút giây ngoài chồng ngoài vợ. Đừng trách chi những phút sao lòng. Cái bài đó là cái bài của nhà sơ Thuận Hữu. Thì tôi nghĩ là trong cái bối cảnh này cũng rất là dễ thương. Có thể là cái tứ của cái câu chuyện tình này, có thể trước đây họ đã từng yêu nhau, hoặc có thể là bây giờ họ gặp gỡ, họ yêu nhau nữa chăng, mình không hiểu được. Mình không hiểu được chính xác. Nhưng mà mình biết rằng là họ sau những cái mộng mơ, rồi họ phải trở lại với thực tại, với những người vợ và người chồng của mình. Đó thì nó có một chút gì đó buồn, nhưng mà đôi khi chúng ta phải trở lại với những cái trách nhiệm trong cuộc sống của chúng ta. Nhưng mà cách diễn của hai bạn á, người ta tin thật sự hai bạn là một cặp đôi tình già, thật sự Thanh Mộng cũng như Văn Phong hôm nay lột xác mà dễ thương lắm luôn. Lúc Thanh Mộng bị rớt cái cuộn len á, cô Minh Tuyết nói trời đất ơi, bà này bà già bà ra bà dụ trai này mà làm dễ thương. Cảm ơn tất cả các vị giám khảo. Xin cảm ơn ạ. Dân vật trong anh biết cô thật không, trừng phạt chi cho quá khứ thêm đắng. Một mình thân em cố gắng ngược xuôi, lọt cho đôi ta mãi không sớm tối. Một trời tình yêu trong em cho anh đến thế. Cơn đắng sâu lại càng xa giết đau.
trong lòng anh nghĩ đến em đã dành cho anh yêu thương nhiều thế mà rồi anh cho em đâu. Là đã hiển linh. Chào chị Hà. Trời ơi, Hà về quý vị ơi. Chỉ có điều là bữa nay Hà có đi tập tạ thôi. Hà đúng quá. Mọi người nhìn thấy Hà mình xinh không nào? Xinh lắm Hà. Hà có muốn chia sẻ với mọi người là khi mà Hà có bên Thái á, mọi người nhìn thấy Hà thì mọi người nói là beautiful, sweet ma, sweet ma kha. Thế nhưng mà chưa kịp vui bao lâu thì lại thêm một câu như thế này: boy or girl. Thế mà chết chứ. Trời ơi, tôi nổi da gà nè. Dạ, có lẽ chúng ta phải dành một lời cảm ơn, một tràng vỗ tay dành cho ekip hóa trang của chương trình đã biến từ một basker Ngọc Tân, nước da bánh mật, rồi cái hàm râu mép nữa, mà bây giờ mượt như thế này, quý vị ơi. Hà ơi Hà. Anh Thành nói gì à? Là Hà cạo râu rồi luôn hả? Hà mà cạo râu gì? Hy sinh cho love song hôm nay. Ở vòng trước, anh Nhật Nam có nói là nếu em được vào vòng trong thì anh muốn em hóa thân 100% thành thần tượng của mình. Và ngày hôm nay, em muốn làm điều đó để chứng minh cho anh Nhật Nam thấy yeah. Em hoàn toàn thần tượng cho anh. Ngọc Tân biết sao không? Đúng là những vòng trước á, bởi vì em là nam mà em hóa thân Hồ Ngọc Hà, cho nên em phải dùng cái bên trong của mình á để mà diễn tả mình là Hồ Ngọc Hà. Nó rất là khó so với bạn Đan Trang những vòng trước. Tân có chia sẻ là Ngọc Tân cũng không thể nào giả gái được mà thật là đẹp. Nếu mà không á thì lại phá đi cái hình tượng của thần tượng của mình. Với thêm nữa là Ngọc Tân có một cái hàm ri mép ở đây, và bạn cũng rất muốn giữ cái hình ảnh của mình như vậy. Đến vòng này vì cái tình yêu với thần tượng cũng như là cống hiến hết mình, cho nên là đã phá lệ. Cũng rất là cảm ơn Tân với cái sự hy sinh vì nghệ thuật và vì cái thần tượng của mình. Mà đúng là hôm nay em sắm cái bộ váy như thế này và cái mái tóc, thật sự là em đã lấy lòng được khán giả cũng như giám khảo từ những cái bước đi đầu tiên chiếm trọn tình cảm của tất cả mọi người rồi. Ủa vậy hả? Anh sao vậy? Anh Nam ơi! Chúc mừng em! Hãy hãnh diện đi! Hãy tự hào đi Nam ơi! Nam bởi vì ơi, sao? Nam ơi, Nam soi giùm luôn cái này nè! Có một ruồi luôn, có nút ruồi, có nút ruồi. Bây giờ soi tới chỗ nào nữa? Tới đó thôi, đừng có soi sâu lòi. Dạ. Quý vị giám khảo giới thiệu cái tiết mục này xong rồi nè, hát xong rồi nè, bây giờ giám khảo nhận xét đi. Hôm nay là quá cưng rồi, em một nhân tố đặc biệt của chương trình. Những điều em làm thật sự là rất là giống Hà, nên em muốn em phải perfect một tí. Nếu lần sau em có trở lại sân khấu, em chịu khó em tập đi một đôi guốc cao thiệt cao cho anh. Hiện nay đôi guốc em đang đi là bao nhiêu? Trời ơi! Em thấy không?
Tôi chưa từng thấy một cái con nhỏ nào ăn bận cái đầm như vậy mà mang đôi bút cho được à. Bởi vì tôi nói đôi dài để bán đôi đá không ơi. Nghệ thuật chỉ là cái gì đó mờ ảo từ anh xa thôi. Anh lừa dối. Em, anh nói nghiêm túc, tại vì vậy nè, nếu em mang đôi guốc, tư thế em đi sẽ khác, chắc chắn luôn. Em cứ mang cái loại guốc mà để bằng, nó bằng á, em đi cho thật là cao vô. Tại vì khi em đi cao tự nhiên là cái cách em đi, cái cách em feel nó khác hoàn toàn với cái đôi dài, để cho người ta cảm giác em cao hơn và thấy em gầy hơn. Cái thứ hai là anh cần em phủ cho bớt cái tay lại, đánh khối, chặt khối gương mặt dạy sâu hơn tí, để cho cảm giác cái gương mặt mình nó thon hơn tí. Chặt quá thành bộ xương đó. Những gì anh nói đang là để cho lần sau mà có trở lại thì nó phải huy hoàng hơn. Bữa nay cái quãng bài này nằm ở cái quãng trung, thì em phải loay hoay giữa giọng thật và giả thanh, nên cái độ mà mướt á, nó không có mướt được như những lần em đã hát. Anh chị góp ý vậy thôi, chứ còn ngoài ra đối với hôm nay là em rất là cưng. Ngay trong giây phút này thì em rất là đẹp. Và cái điều mà chị phải nói là xin khán giả cho em một tràng pháo tay thật lớn, đó là sự hy sinh vì nghệ thuật của em. Mình không chơi thì thôi, chơi thì phải tới, làm là phải đụng nóc. Thì cái điều đó sẽ đưa cho em đến đỉnh vinh quang. Và còn nói về cái tiết mục ngày hôm nay, tiết mục điều chị có viết ở đây là cái cao độ và cái độ căng của cái giọng hát em cho hai bài hát vừa rồi, nó không có được như mọi khi, còn tất cả mọi thứ là tuyệt vời. Cảm ơn em rất nhiều. Hôm nay em có một cái phần hút hồn tất cả giám khảo cũng như là các khán giả ngồi đây, là lúc mà em đứng đó và cái ánh sáng mờ nó chiếu vào em, cái vóc dáng, cái hình thể em nó giống. Lúc đó em chưa có làm gì hết mà đã nhận được tràng pháo tay rồi, đó là cái phần ngoại hình của mình. Nhưng mà hôm nay chị tiếc, thật sự là chị tiếc, tại vì hôm nay bề ngoài em rất, tất cả mọi thứ nó đều đẹp, nó đều giống lắm. Nhưng mà chị nghĩ tại sao em mang đôi giày đó, nó cũng có cái lý do. Em sẽ dễ dàng và đi hơn. Chắc có lẽ nó không an toàn, em không thoải mái, cho nên em mới mang cái đôi giày đi săn. Chứ chị hiểu cái điều đó. Nhưng mà chính vì không biết những cái bề ngoài đó nó làm cho em không được thoải mái hay sao, mà trong bài hát này độ sâu, cái nội tâm trong cái giọng hát mà em vốn dĩ có được rất nhiều của Hà thì nó không đủ đã, rất là tiếc luôn. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, bài Tội Lỗi á, có cái đoạn em hát xong bắt đầu em giao lưu với khán giả, em hơi cười đó. Chị nghĩ là Hà có cười, nhưng giá như em chỉ cười nhẹ tí xíu rồi em trở lại cái trạng thái của cái bài hát, nó bị cười tươi quá mà quá lâu, làm cho nó làm cho cái cảm xúc trong cái bài hát đó của chị nó hơi bị chệch ra một tí xíu, nó hơi tiếc. Còn nói về em á, thì đặc biệt cái hồn, cái gì của Hà em đều có, và chị để ý rất là kỹ nhiều lần cái cơ mặt của em, từng cái mắt nè, cái mũi nè, và cả cái khóe miệng của em luôn. Em rất 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 là giống Hà. Em có nhiều điều của Hà lắm. Khi mà em bốc lên những cái đoạn cao á, cái lửa của Hà, em chỉ thiếu cái đó trong em thôi. Em cố gắng khắc phục cái điều đó là em sẽ trọn vẹn đối với Hà. Chúc mừng tiết mục của Ngọc Tân. Cảm ơn giám khảo Cẩm Ly. Em đã bước được tới đây rồi, phải hơn nữa chứ đừng có chỉ tới đây và dừng lại. Mục tiêu của em cho tuần sau, nếu em có vào vòng trong, là phải gầy hơn, giảm cân, đúng không? Cái đó là bắt buộc. Trời ơi, bữa nay Trấn Thành quan tâm đến trọng lượng của thí sinh nhiều nghe quá. Nghe lời tôi đi và em sẽ được yêu mến nhiều hơn. Thôi, cái đó khó lắm. Xuống tí đi, đường nét căng hơn, sẽ đẹp hơn. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, chịu khó tập đi cái đôi guốc, vừa đi ở nhà vừa hát. Cho nó thành một thói quen của mình, làm thì làm cho tới. Đôi khi có những thí sinh họ có rất là nhiều cái rất là hay, rất là tốt rồi, nhưng mà chỉ thiếu chút vậy, thì mình cố gắng để mình trọn vẹn hơn, để mà tiết mục mình gửi đến tất cả mọi người đây là cảm thấy là hú hồn ha. Dạ, Tân, em nghĩ rằng các thí sinh cũng sẽ hiểu. Tân ơi, nhưng mà anh dặn em là dù MC Khả Như có muốn mượn cái đầm này để dẫn trong tập tới, em cũng không cho mượn nha. Đáng ra như giấc chim bao với phần thể hiện của bốn thí sinh, mà hình như bốn người này chỉ đang hóa thân thành hai ca sĩ thôi, đúng không? Không biết các vị giám khảo của chúng ta nghe ra đó là những ca sĩ nào hay không? Không, nãy em thấy khi mà ca khúc đang thể hiện trên này, thí sinh đang thể hiện, em thấy anh Trấn Thành là nhảy nhõm gì nè. Em không biết là cảm xúc của anh như thế nào anh Thành. Không, nhiều khi đơn giản là ngứa thôi em. Ủa vậy luôn hả? Không, anh đang mừng tại vì lúc đó không thấy hai MC. Cảm xúc thấy như các thí sinh mừng dễ sợ. Và nghe giọng hát rất là thích. Phấn khích ở chỗ là đây là một chương trình mà tôi thấy được đầu tư rất là tốt. Rõ ràng là ban nhạc đánh live rất là hay. Cho một tràng vỗ tay cho các anh ban nhạc. Ban nhạc đánh quá hay.
Và các bạn hát live rất là tốt. Chúng ta thấy là chỉ có hai giọng thôi, rất rõ ràng. Bốn người nhìn nhau nói ngay Lệ Quyên với Tuấn Hưng. Và bốn bạn thí sinh này, tôi phải dành một lời khen ngợi trước tiên là cho đội ngũ biên tập, vì đã tìm kiếm được các bạn mang đến chương trình. Bởi vì các bạn đều là bốn nhân vật ưu tú thật sự. Cả bốn người thì Trấn Thành hiện nay đang ấn tượng nhất với cô gái ở vị trí số 2. Thì Thành thấy là bạn khá là hoàn hảo về cả thần thái, điệu bộ và khẩu hình hát cũng khá giống Lệ Quyên. Thành muốn hỏi bạn là bạn bao nhiêu tuổi, đến từ đâu, đang làm công việc gì? Em tên là Minh Phương. Em quê của em thì ở Huế, nhưng mà hiện tại em đang công tác và làm việc tại Long Xuyên và An Giang. Và tiếp theo mời chị Cẩm Ly nha. Thật sự là bất ngờ luôn, là bốn giọng đều có những cái âm hưởng của hai ca sĩ này hết. Chỉ có là điều là bạn nào giống nhiều hơn hay không. Thì giống như là cũng có những sự tranh cãi là người này giống hơn người kia, tức là mỗi người có mỗi cảm nhận khác nhau. Đối với Ly thì có lẽ là cho Ly hỏi bạn đầu tiên. Có thể giới thiệu tên của mình cho tất cả mọi người cùng biết đi. Dạ vâng, lời đầu tiên cho phép em xin... Trời ơi, giọng nói cũng giống. Chúc sức khỏe tới, như là lời chào tới ban giám khảo và tất cả các anh chị có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Em xin tự giới thiệu, em tên là Hồ Văn Phong, năm nay em 19 tuổi và em đang học và làm việc tại trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Mới có 19 tuổi thôi mà có một cái giọng hát hay vậy đó quý vị. Mà nói chuyện y chang Tuấn Hưng, cái giọng cũng giống luôn. Thật sự là cô cũng hơi bất ngờ. Tại vì đây là một cái học trò cũ, thì cô rất là ấn tượng và cô khá là bất ngờ, phải nói là quá bất ngờ, không nghĩ là con sẽ hát được tốt đến như vậy. Chúc mừng con. Cảm ơn giám khảo Cẩm Ly. Và với đạo diễn Hoàng Nhật Nam thì anh sẽ ấn tượng với thí sinh nào trong bốn thí sinh này ạ? Thì trong phần trình bày vừa rồi thì đặc biệt thì anh lại thích bạn số 1 hơn. Bởi vì bạn số 1 thì thể hiện đúng cái chất của Tuấn Hưng, là cái gì đó rất là lãng tử hào hoa, nhưng mà nó có cái độ mạnh mẽ nam tính trong đó. Và đặc biệt là cái giọng hát rất là bắt mít. Thì còn lại thí sinh nam thứ tư thì em giới thiệu một chút về thông tin của mình đi em ha. Em tên là Phạm Duy Hiếu và em đến từ thủ đô Hà Nội. Và năm nay em 35 tuổi. Em hiện đang là một giáo viên và một giảng viên ạ. Đúng là có thể chinh phục được cái nốt cao và cũng tình cảm. Tuy nhiên cái độ bắt mít của giọng hát của em không bằng bằng thứ nhất. Nhưng mà dù sao thì anh cũng rất là đánh giá cao cả bốn bạn. Hôm nay xuất hiện với một cái tiết mục mở màn, nhưng mà ai cũng rất là với một cái diện mạo rất là xinh đẹp và truyền cảm hứng cho giám khảo rất là nhiều. Dạ. Và xin mời giám khảo Minh Tuyết. Chị Cẩm Ly thì nói là cô Âu Đan hát giống hơn. Cô Âu Đan thì cho phép Minh Tuyết hỏi về bạn. Bạn tên gì và bạn đến ở đâu? Xin chào bốn vị ban giám khảo cùng toàn thể các bạn đang ngồi trong trường quay ngày hôm nay ạ. Em xin tự giới thiệu. Em tên là Nguyễn Lan Anh, em năm nay 18 tuổi và em đến từ Phú Yên, Vĩnh Phúc. Wow. 18 tuổi. Lan Anh có đi hát bao giờ chưa? Dạ chưa. Đây là lần đầu tiên anh đứng trên sân khấu của chương trình lớn như thế này. Wow, lần đầu tiên hát đứng trên sân khấu luôn à? Nếu mà như vậy thì chỉ có một lời khuyên là nếu mà sau chương trình này Lan Anh nên theo cái nghiệp này, bởi vì giọng Lan Anh rất là tình. Hát rất là có hồn, rất là tình cảm. Riêng về Lệ Quyên, cô số 1 thái độ, thần thái, biểu cảm và tư thế giống. Em số 3 hơi mất tự tin tại vì anh biết đây là lần đầu tiên. Thì phải làm giống bạn số 1. Lệ Quyên hát lúc nào thái độ cũng như là chị ba diva. Tay chân lúc nào nhẹ nhàng vậy thôi. Nhúng nhúng nhẹ nhẹ, không biết tại sao mà cứ phải dập dìu vậy đó. Em thấy không? Và môi phải hơi chúm lại. Anh giờ xa mãi mãi. Môi phải hơi chúm lại. Cái này sợ là một cái điểm đặc biệt riêng của Lệ Quyên thôi Thành. Bởi vì Lệ Quyên chúm mà cái âm thanh phát ra vẫn tròn. Đó, bây giờ các bạn trọng. Này bây giờ chúm rồi âm thanh nó không có phát ra được tròn trịa, rồi làm sao mà người ta hót? Không, tém em hai bắt cái trước anh trước cành chỉ đó. Anh vậy em kẹp hai cái miệng lại. Trời ơi, như con vịt vậy đó. Trời ơi, chết rồi. Kẹp hai cái miệng. Hồi nãy là em bây giờ nè, cái này là Lệ Quyên chỉ tôi luôn nè. Bình thường á, phụ nữ cười á hay cười nghe sợ là bị râu rồng bên đây đúng không, bị gãy phấn. Lệ Quyên chỉ cười dọc là
Tụi em dạy tập cái khẩu hình nó giống Lệ Quyên là sao, không có bị gãy phấn không? Không em ơi, không có bị gãy phấn mà giờ mặt cái kiểu. Anh ơi, nó bị gãy dọc xuống rồi sao anh? Nó bị đổ ngược xuống vậy nè. Hồi nãy thì sau cái phần nhận xét cũng như là góp ý của anh Trấn Thành thì em định là các thí sinh, các bạn hãy cảm ơn anh Trấn Thành bởi vì những cái góp ý, những cái chiêu rất là hay luôn. Nhưng mà cái phần sau các bạn hãy nên chọn lọc những cái góp ý của anh Trấn Thành nha mọi người. Em cảm ơn. À, tức là ý anh nói là Thành nói cái gì cũng phải chọn lại một chút đúng không? Chứ anh dạy người ta cười vậy kìa. Chứ còn bên kia dạy kẹp cái miệng kìa kìa. Thì bởi vậy. Thì bởi vậy nói các bạn phải chọn lọc. Phải chọn lọc ý kiến của giám khảo. Nghe lời góp ý mà phải chọn lọc. Đúng rồi. Ý kiến này hơi khó đúng không? Ý của chị nói là tại vì Lệ Quyên cái miệng nó nhỏ tự nhiên rồi. Còn cái này thì khi nó hát dù nó có mở to đi chăng nữa thì cái miệng nó vẫn có nhiều đó thôi. Em bảo với em này hát chiếm chiếm gì sợ hát. Anh Thành ơi, anh có thể hát một câu mà với cái miệng chúm chím như vậy không ạ? Ví dụ như dạ. Ví dụ bình thường là em nè. Chết quá Thành em ơi. Em giờ xa mãi mãi. Để Lệ Quyên sao là? Em giờ xa mãi mãi. Thôi như vậy vẫn chưa quyên lắm đâu Thành ơi. Anh ơi, anh phải nhỏ nữa. Ví dụ em giờ xa mãi mãi. Anh ơi, cái này là một loài chim hát rồi, không phải ca sĩ nữa. Thôi cho Ly kết lại một câu đi dạ. Nha. Nãy giờ thực sự ra là cũng vui thôi, đó mới làm mấy em bị hoang mang như thế. Ở đây là một cuộc thi ca sĩ thần tượng và tụi em chủ yếu là cái chất giọng nó giống, phong cách, cái phong thái, cái cách trình diễn trên sân khấu và có thể là make up cho cái gương mặt, tóc tai, quần áo nó giống. Còn về cái khẩu hình để hát, nếu mà được thì nó cũng hoàn thiện, nhưng mà nó không phải là cái điều kiện tiên quyết. Và nếu như chính vì cái khẩu hình đó nó khiến cho tụi em lại khó khăn trong cái việc phát âm ra hát và không tự nhiên và mất tập trung thì nó lại ảnh hưởng đến những việc khác. Cho nên là chủ yếu vẫn là cái giọng hát của tụi em. Cho tụi em bớt cái áp lực nha. Ha. Lắng nghe góp ý. Thưa quý vị, vừa rồi là một sáng tác của nhạc sĩ Anh Bằng, Nhật ký hai đứa mình. Ca sĩ Quang Lê và ca sĩ Như Quỳnh mỗi người đều đã từng thể hiện ca khúc này. Nhưng mà đây là lần đầu tiên chúng ta nhìn thấy một cái sự kết hợp giữa Như Quỳnh và Quang Lê trong ca khúc này qua sự thể hiện của hai bạn Tiến Huy và Phan Diễm. Xin mời ý kiến từ các vị giám khảo. Chị Minh Tuyết. Dòng trước Huy có cái âm sắc giống Quang Lê. Nhưng mà cái luyến lấy của Huy á, nó cứ bị gãy, nó không có ngọt ngào như Quang Lê. Vòng này thì chị cũng vẫn không thấy được cái sự tiến bộ đó ở em, Phan Diễm. Thực sự chất giọng em không giống giọng chị Như Quỳnh nhiều. Nhưng một khi á, em bắt chước cái nốt, cái chữ nào á, mà giống thì nó lại rất rất là giống. Nó giống vô cùng, Tư hả? Chính xác á, là tại vì cái chất giọng của em không giống. Nhưng cái cách mà em nhả chữ, nhả em cái phát chữ âm thì chị thấy là em có cái độ gò và Quỳnh á, khi Quỳnh hát á, cái chữ nó phải tròn đầy hết cả một chữ thì em làm và nó gọn lại, nó trao chuốt thì cái đó em có hơn là bạn Mỹ Hạnh. Tụi em cứ mỗi đứa thiếu tí xíu cái này, tí xíu cái kia, được cái này lại mất cái kia. Em hát này... mấy câu đầu của cái bài lúc đầu em vô hát rất là giống, nhưng càng đúng về rồi, sau giống như là em trở lại bản thân của mình á. Thí dụ hát không giống phải tặng tôi cái này, đó là cái biểu cảm. Hát không giống biểu cảm cũng không có nữa. Ví dụ bạn này còn có biểu cảm chút xíu, Quang Lê đi, mặc dù không có nhiều, ở ra bạn biểu cảm, bạn đứng bạn cười không. Như Quỳnh không bao giờ đứng cười vô nghĩa. Như Quỳnh là một bầu trời diễn xuất khi hát. Bài nào chị Như Quỳnh cũng thả hồn vào cái nhân vật rồi tưởng tượng cái này cái kia ra, sẽ không có gì đâu mà bà tưởng tượng ra tất cả mọi thứ. Hát là Như Quỳnh là nói chuyện nũng nịu như vậy, lúc nào Như Quỳnh cũng nói hát tới đâu là tay chân tới đó, mặt tới đó. Em phải làm những điều đó thì ít ra là cái phần trình diễn của mình nó đỡ nhàm chán. Tôi được biết á là, và tôi cũng rất là hâm mộ giám khảo Trấn Thành bởi cái khả năng mà thể hiện thần thái cũng như là bắt chước của anh. Cho nên bây giờ tôi có thể cho anh một thử thách là anh có thể hát lại ba thần tượng của mình tùy anh chọn được không? Dạ, mời nghệ sĩ Trấn Thành ạ. Xin mời anh lên sân khấu luôn ạ. Em mời anh.
Thì đây thôi, có mặt thí sinh rồi này kia đó, mình cũng thể hiện cái tài năng của mình chút. Ví dụ như Thành có thể làm cô Khánh Ly là một nè, chị Phương Thanh là hai, người thứ ba là làm Phi Thanh Vân. Thanh ơi, khán giả yêu cầu gì kìa Thanh? Chi Bu kìa. Khán giả yêu cầu gì kìa? Chi Bu hả? Chi Bu anh. Em sai rồi, em xin lỗi anh đi. Thành ơi, em ra chính giữa sân khấu đi, đúng rồi, chính giữa luôn đó, sân khấu của em rồi. Cuộc tình ngày nào đã trao cho anh? Không, không. Giờ chỉ còn trong nỗi đau. Cuộc tình ngày nào đã trao cho anh? Giờ chẳng phôi phai vào. Mình anh bước đi trong mưa chiều, nhớ anh hàng cây vắng tanh, tiễn đưa anh về kỷ niệm. Con Ngọc là phải xoáy tí nữa. Người thứ hai đi, người thứ hai nhận ra là được rồi. Em đứng lên gọi mưa vào hạ, từng cơn mưa, từng cơn mưa, từng cơn mưa, mưa lạnh dưới chân ngà. Em đứng lên mùa thu tàn tạ, hàng cây khô, cành bơ vơ, hàng cây đưa em đi về cành lá nhấp nhô. Khánh Ly. Cô Khánh Ly. Khánh Ly. Nhưng mà Khánh Ly mà. Điều giống như là cái cô Khánh Ly mà qua phiên bản của Trấn Thành, giống như là muốn ăn luôn cái cây đó đó. Khánh Ly năm nay lớn tuổi rồi là tay phải rung rung như vậy. Khánh Ly mà thấy Thành tinh tế quá. Thành ơi, cô Khánh Ly mà thấy em hát vậy chắc cô buồn lắm á Thành. Thì cũng phải tới lúc người ta lớn tuổi chứ. Rồi tiếp theo, tiếp theo. Tình yêu Tấn Ngọc, Tấn Ngọc. Thương em về. Tôi vậy là biết Tấn Ngọc rồi. Bên dòng suối mơ. Cái miệng méo thêm chút xíu. Nhẹ vương theo gió, gió mang câu thề xa rời chốn xưa. Ý Lan đi. Ý Lan đi. Ý Lan. Ý Lan. Trời đất. Chiều thơ giữa hồn người bênh bơ. Chiều không dung người mòn mỏi không. Chiều qua cho mềm mây ướm nắng, nắng gửi chiều nắng say, nắng nhung chiều hay hay. Đỡ anh Nghĩa, đỡ anh Nghĩa. Nghĩa có đâu có xà mà sát nó dữ vậy. Trời ơi, làm lố. Bây giờ còn một người này nó là đố cái gì là ai nè. Rồi làm thử làm xem. Mời anh. Vì anh mãi mãi là người đến sau, yêu em trong nỗi đau. Trời ơi trời, bà đang ngồi dưới đó. Có là em mê anh quá anh Thành ơi. Một tràng vỗ tay cho Trấn Thành. À, vừa rồi là một cái phần hóa thân ngẫu hứng của giám khảo Trấn Thành. À, sở dĩ anh ta có những cái nhận xét nó rất là tinh tế trong từng cách hát của nhiều ca sĩ khác nhau là bởi vì cái óc quan sát của anh ta. Và Trấn Thành đã vận dụng rất tốt vào điều đó trong vai trò giám khảo của mình khi đưa ra những lời nhận xét góp ý dành cho các thí sinh. Cảm ơn tất cả các vị giám khảo đã đánh giá với tiết mục của bạn Huy và Phan Diễm. Còn bây giờ thì mời các em vào trong để chuẩn bị chờ đón kết quả nha. Dần đời
và đây là Hoài Lê và Thiện Nhân. Hơi bất ngờ đó con. Sao hôm nay bà đặt mang đôi guốc cao dữ thần vậy trời? Người ta lớn rồi chị. Hôm nay hơi lạ. Thứ nhất là mang đôi guốc cao quá. Thứ hai là hôm nay ai làm cái đầu nhìn ngộ quá. Nhưng mà làm cho cái mặt ốm với làm xinh quá. Cái nãy cô Tuyết quay qua hỏi, trời ơi sao hôm nay nó lớn dữ vậy Tư? Hôm nay làm giống như là thiếu nữ vậy đó. Chứ mới hôm qua đây thấy còn nít muốn chết luôn. Còn dành trà sữa uống đây mà. Ủa bạn này trên 18 chưa? Chưa. Dạ thưa chú Thành, là con năm nay con 17 tuổi. Quá trời con rồi. 17 vậy là đúng rồi. 17 tuổi mà người ta là quán quân cặp đôi vàng mùa đầu tiên đó anh. Trời đất ơi quá 17 trời. Rồi đó hả? Con cứ nhớ 15 tuổi hoài. Chắc có lẽ cái hình ảnh ngày xưa lúc mới có 14, 15 tuổi nó quen rồi. Cái giờ cứ nhìn nó cứ tưởng nó 15 tuổi hoài cho nên không có cho nó lớn. Trời ơi em ơi, cảm xúc của em như thế nào khi mà em biểu diễn với anh Hoài Lê? Dạ thưa chị là lúc đầu em cảm thấy hơi ngại. Hơi ngại hả? Ủa sao em bị ngại vậy? Bởi vì là hát về tình cảm của mấy anh chị lớn á, nên là em hơi ngại. Với lại lúc đầu mà anh Lê kiểu như nắm tay em muốn rút lại không để cho anh nắm. Trời ơi, người ta mới 17 tuổi. Anh em mình cũng sai tròn tròn. Em hơi hồi hộp nhưng mà em đã biểu diễn rất ngọt ngào và cảm ơn em đã đến với chương trình. Cảm ơn em đã hỗ trợ cho Hoài Lê. Dễ thương quá, 17 tuổi xinh à. Xinh quá. Chị Cẩm Ly, chị cảm thấy như thế nào về tiết mục này ạ? Hôm nay sao vậy Lê? Có gì không chia sẻ trước đi. Mấy bữa nay em bệnh quá, đi chích mấy ngày nay mà thấy người nó cứ đuối. Hèn chi. Mà bị gì bệnh? Bị bệnh gì chứ mà bị gì bệnh là sao? Không, bị cái gì mà bệnh có nghĩa là ăn cái ăn gì? Ăn nhiều quá. À tức là ý anh hỏi là trúng thật hay là lấy đồ ăn đồ vô? Không cần đâu hỏi, câu đó là tôi hiểu rồi. Bị ho rồi đi chích kháng sinh. Trời đấy. Đất ơi, cái tướng vậy mà trái gió trở trời cái bệnh liền vậy đó hả? Yêu nhớt anh. Yêu nhớt à. Yêu nhớt. Tiếc lắm. Bữa nay nó không hay thì không đúng, nói hay thì nó trật. Thiếu. Nó cứ thiếu. Sao đường rầy xe lửa nó bị cọt kẹt ấy không kêu mà nhớt nó bôi không đủ á. Cái chạy nó kẹt. Nó bị vậy đó. Nó không có trơn. Không phải. Kẹt kẹt. Mà nói gì nè, máy bay đang bay. Mà đúng là phải bay độ cao này. Em nó chưa lên tới tự nhiên nó bị gì nó rớt lại nó xuống. Tuột, nó tuột. Cái nó chưa lên tới nó chưa nó rớt lại xuống. Nó gặp mây nó rớt. Áp thấp nhiệt đới. Nó gặp mây nó rớt xuống. Tại sao nãy chị hỏi em là có vấn đề gì em chia sẻ? Hôm nay á, cái cục hơi của em nó có vấn đề. Thì nhiều khi chị nghĩ nếu mà em nói đó vấn đề ho thì đúng. Có những cái chỗ, cái vị trí âm thanh của em đặt không đúng cái nốt đó. Nó bị giám đường á. Là cái gì? Nó bị vướng đàm. Trời ơi. Chứ là đáng tiếc thôi. Không phải là dở hết mà nó không có được như mong đợi. Như là cái khả năng em vốn có. Cái thứ nhất là về đạo diễn sân khấu dàn dựng nè, có cái ý tưởng hay, cái cô gái này đã mất rồi, bây giờ mình hoài niệm lại, mình nhớ lại thôi. Mà cái quan trọng là vậy nè, cái bài phối nó hay quá, cái người ta nghe hát, người ta nghe cái bài nó hay, cái người ta lướt qua nó lẹ. Chứ hôm nay lựa cái bài mà nếu mà hơi khó nghe một tí, bài nào lạ lạ một tí là bạn sẽ gặp vấn đề nhiều hơn đó. Quan trọng nữa là bạn có những cái đoạn lên cao, cái đoạn ao á, bạn có được cái cách để mà phô giọng mình ra, nên nó kéo lại cảm xúc được rất là nhiều. Nhưng mà Thành vẫn giữ cái quan điểm là bạn là một trong những thí sinh mà nếu bạn tập trung thật sự thì những thí sinh khác cũng phải dè chừng đấy. Chị cũng nghĩ thêm một cái phần này để rút kinh nghiệm. Even cho những người ca sĩ chuyên nghiệp mà đi hát thường xuyên mà cứ cầm một bên là cây đàn, một bên là cái mic thì nó cũng dễ chi phối, tinh tế một chút xíu. Thì mình có thể cầm cái đèn mình rọi xong rồi có thể là để một cái trụ mà kiểu mà trụ đứng á, phải không? Một cái trụ đứng cái bên á mà đẹp á, để cái đèn nó lên trên cái trụ rồi bắt đầu mình hát thì mình rút kinh nghiệm cái điều đó để lần sau thì nó tốt hơn nhé. Hồi nãy ông cầm mà tôi tưởng ông ra khai mạc đốt đuốc khai mạc Olympic. Dưới lời cái này quan trọng nè Lê ơi, hồi nãy cái đoạn ra ha, Hoài Lê quay ra mà diễn bắt đầu nhìn cái nét của Quang Lê bắt đầu thấy cưng, còn nửa cái bài đầu nha bị đứng profile này không à, không thấy cái gì hết trơn mà người ta coi người ta bực lắm, nhìn cái bóng cái rồi là phải quay mặt nhìn khán giả lại liền chứ không phải đứng dày ngó cái bóng rồi đứng bài luôn rồi xong. Các anh chị nói rất là nhiều với các thí sinh ở các chương trình luôn, nhưng mà tụi em đều bị mắc phải tối kỵ là mình đưa cái lưng ra ngoài. Thứ hai nữa đứng như vậy nè,
Không, thật ra thì có thể là đây là cách biểu diễn nội tâm của bạn ca sĩ. Mà nói về cái phần nội tâm thì chắc chắn phải hỏi đạo diễn Hoàng Nhật Nam. Có thể thấy là Hoài Lê lúc cầm cái cây nến và đi tìm kiếm một cái hình bóng cũ đó, thì thực sự là cái ánh mắt của Lê cũng thuyết phục được anh và Minh Tuyết. Hai người nhìn nhau cười và nói với nhau rằng là ôi, cái dáng quá giống đi, cưng, dễ thương giống con Lê. Và em có năng lực diễn xuất chứ không phải là không. Và đó cũng là lý do mà để nhạc sĩ Minh Vi bố trí để dàn dựng cho em trong một cái phần mà nó có lớp lang và nó có cái cấu tứ đặc sắc trên sân khấu. Qua từng vòng thì chương trình cũng muốn dành cho thí sinh nhiều cái phần mới lạ hơn. Và thí sinh chúng ta buộc phải, không chỉ riêng Hoài Lê mà những bạn khác buộc phải làm quen, xử lý đạo cụ, xử lý với bạn diễn với mình, xử lý những cái tình tiết trên sân khấu. Chẳng hạn như là lúc mà em cầm cái nến và em cầm cái mic, em bị mất đi cái động tác tay của anh Quang Lê đúng không? Nhưng cái nghiến của em đâu rồi? Cho nên là cũng không tạo được cái phần nhìn nó hấp dẫn. Đạo diễn hoặc chương trình cho mình đạo cụ gì hoặc phục trang gì thì mình phải tìm cách mình xử lý. Em cứ hát một mình như vậy và không có những cái yếu tố gì khác trợ diễn cho em thì em cứ một màu từ đầu đến cuối, em hiểu không? Bản lĩnh hơn và mình tinh tế hơn một chút xíu. Mặc dù tình cảm và cách diễn xuất với Thiện Nhân thì anh thấy có, nhưng mà nó vẫn chưa đủ đã lắm. Cảm ơn phần nhận xét của các vị giám khảo. Thì thôi anh nghĩ ta nên dừng lại, khi lòng em đã chia hai. Anh đã biết em không còn là người duy nhất em nhớ đêm qua. Hãy nói anh nghe thật lòng, em hết yêu anh đúng không? Cô nắm tay anh làm chi nếu em phải đi? Người thương đến mai em cũng sẽ đến ngày. Người chung người xưa, vì đâu ai chỉ yêu mãi một người. Điều vĩnh viễn chẳng có em ơi, ký ức không giữ được người. Đâu ai nhớ ai suốt đời, nước mắt hôm nay có rơi cũng không vì nhau nữa rồi. Cuộc đời là thế, quen nhau rồi quên. Phút vui ngày xưa sao nay buồn tên, vì người chẳng muốn kiên tâm gần bên. Chúng ta đã không vì nhau cố gắng, lòng người giờ xa băng hơn mùa đông. Những ngân tình xưa xem như bằng không, lạnh lùng mình bước qua như người xưa. Chúng ta giờ đây chỉ là một chuyện đã từng. Người thương đến mấy cũng sẽ đến ngày. Ngày chúng ta thành người dưng, vì đâu ai chỉ yêu mãi một người. Điều vĩnh viễn chẳng có em ơi, khi không giữ được người. Đâu ai nhớ ai suốt đời, nước mắt hôm nay có rơi cũng không vì nhau nữa rồi. Cuộc đời là thế, quen nhau rồi quên. Phút vui ngày xưa sao nay buồn tên, vì người chẳng muốn kiên tâm gần bên. Chúng ta đã không vì nhau cố gắng, lòng người giờ xa băng hơn mùa đông. Nhớ ngân tình xưa xem như bằng không, lạnh lùng mình bước qua như người dưng. Chúng ta giờ đây chỉ là một chuyện đã từng. Một cái thay lá em cũng thay lòng, cùng với ai hạnh phúc không? Còn xin anh mãi đứng sau cuộc tình, và thấy thương si vã sau lưng.
năm tháng trôi qua thật nhiều đã khiến anh hiểu một điều, em vẫn mãi là người xưa. Anh thương đến hết thời mình. Năm tháng trôi qua thật nhiều đã khiến anh hiểu một điều, em vẫn mãi là người xưa. Anh thương đến hết đời mình. Chị Ly đã thỏa mãn với ánh mắt nhìn của bé Nêu chưa? Chưa. Chưa. Tại đợt. Nhỏ này nó nhìn mà hát nhạc buồn mà cười tươi quá. Tại vì khen người ta đẹp trai quá rồi bắn tim ở đây, bởi vậy bây giờ cứ thả thính hoài. Bởi trong thả thính hoài cái bài này ta buồn mà không? Tánh nó làm đúng. Bài buồn ta làm mặt buồn, ông cứ bài buồn ông thả thính, ông thả tim bạch tư hoài. Ta lớn tuổi rồi, ta đâu chịu. Ê, xin lỗi. Bài buồn thương mấy người dân cái mặt. Đây là cơ hội mà để cho các giám khảo khó tính như ở phía bên này soi. Còn về phần anh thì anh dễ tính hơn và anh cũng sống nội tâm, cho nên anh cảm nhận là mới một tâm hồn rộng mở. Bài này thì không có phải phô giọng hát này kia quá nhiều, nhưng mà nó phô những cái phần nội tâm bên trong. Tưởng là nó đơn giản nhưng mà nó lại thực sự rất là khó. Thủ thỉ tâm tình. Về phần Hoàng Lâm á, thì anh cảm nhận được cái tình cảm. Tuy nhiên cái sao á, nó chưa thực sự là giống Nô Phước Thịnh lắm. Thủ tánh thì anh cảm nhận thấy em cũng có tình cảm đó, nhưng mà em vẫn có cái sự căng thẳng rồi đó. Bản lĩnh sân khấu á, thì em chưa được bằng Lâm. Em có cái chất mà những cái đoạn luyến lấy á, thì anh thấy là rất là giống Nô. Tự tin hơn đó, đào sâu hơn một chút nữa thì có thể là cái kết quả nó sẽ tốt hơn trong cái phần biểu diễn vừa rồi. Vậy chị Tiết chịu chưa? Thủ tánh, cái cách nhả chữ của em á, cái cách hát hơi của em á, giống với Nô nhiều hơn. Nhưng cái cột hơi và cái làn hơi và cái nhịp của em nó không có chuẩn bằng Hoàng Lâm. Còn riêng Hoàng Lâm á, em hát cái nhịp rất là chắc, em hát cũng rất là có hồn. Chia câu á cũng rất là đúng. Nhưng em bị cái là âm của em phát ra đó, nó bẹt hơn của Nu. Và nó rõ quá. Nu á, nó có âm bực nhưng nó có âm hơi rất là nhiều. Nó bay. Cái bài này em biết không, em hát rất thoải mái luôn. Mặc dù nó rất là cao, Nu hát không bao giờ tông thấp, nhưng em kiểm soát cột hơi em cực tốt. Em nhả chữ nhẹ nhàng. Hữu tánh thì có khiếm khuyết một tí, nhưng mà tánh có một số những cái đẩy, ngân, rung giống Nu hơn. Nhưng Hoàng Lâm, về nhà bạn nghiên cứu lại về khẩu hình, phát âm và độ rung của Nu thì tánh cũng hơi mệt mệt. Cả hai bạn đều sở hữu mỗi một người một cái điều hay. Riêng anh chỉ nói riêng thôi về Hoàng Lâm, nếu em không phải là đi thi một cuộc thi về ca sĩ thần tượng, em bản thân là một ca sĩ chất lượng. Cảm ơn Trấn Thành. Theo nghề em nha, luyện tập hợp xem lý. Như em có đầy đủ tất cả những tố chất để có thể trở thành một ca sĩ được nhiều người yêu thích. Yes. Ở Lâm á, tiên chuyển qua những cái bài tình cảm, em đừng để mình vô một cái khuôn khổ như thế. Em phải lả lơi một tí xíu. Đối với Thịnh á, Thịnh hát, em chỉ cần em mềm lại một tí xíu, em phải linh động trong cái cách hát từng thể loại nhạc. Bấy nhiêu giọt sầu em đã khóc cho anh từng đêm, bao nhiêu giọt say bấy nhiêu hơn giờ em đã lỡ vương mang vì anh. Đêm thâu từng cây cô đơn em chờ, rồi đến lúc nỗi đau vỡ òa thành tiếng mưa đêm. Em muốn quay lưng bỏ lại niềm đau phía sau, em muốn ra đi thôi không cần anh nữa đâu. Bao
hoàng em biết giờ đã mất anh, nhưng cuốn yêu kéo tình yêu em dành cho tôi. Xin hãy tin anh một lần nữa thôi, xin hãy tin anh lần cuối này thôi, dù cho anh đã bao lần gian dối, dù cho anh đã bao lần bóp nát trái tim em, trái tim tôi tình vì anh mà thương mơ. Tha thứ cho anh một lần nữa thôi, tha thứ cho anh lần cuối này thôi, vì tình yêu em dành cho anh quá lớn, vì tình yêu anh hờ thay đổi đời em, vì tình yêu xin hãy tin anh thêm một lần. Bao nhiêu cuộc vui, bấy nhiêu giọt sầu, em đã khóc cho anh từng đêm. Bao nhiêu giọt say, bấy nhiêu hơi dần, em đã lỡ vương mang vì anh. Đêm thâu từng cơn, cô đơn em chờ, rồi đến lúc nỗi đau vỡ òa thành tiếng mưa đêm. Em muốn quay lưng bỏ lại niềm đau phía sau, em muốn ra đi thôi không cần anh nữa đâu. Bàng hoàng em biết giờ đã mất anh, nhưng cô níu kéo tình yêu em dành cho tôi. Cho anh đã bao lần gian dối, dù cho anh đã bao lần bóp nát trái tim em, trái tim tôi tình vì anh mà thương mơ. Tha thứ cho anh một lần nữa thôi, tha thứ cho anh lần cuối này thôi, vì tình yêu em dành cho anh quá lớn, vì tình yêu anh hơn thay đổi đời em, vì tình yêu. Hãy tin anh lần cuối này thôi, dù cho anh đã bao lần gian dối, dù cho anh đã bao lần bóp nát trái tim em, trái tim tôi tình vì anh mà thương mơ. Tha thứ cho anh một lần nữa thôi, tha thứ cho anh lần cuối này thôi, vì tình yêu em dành cho anh quá lớn. Mời các vị giám khảo nè. Trấn Thành xin mời. Trời ơi tôi lo muốn xỉu. Hai bạn hát cái bài này cái tone nó hơi cao thì phải. Chắc là hôm nay do, một là chắc điều kiện sức khỏe hả, hai là do chắc cái tone này nó cũng cao quá so với hai bạn, nên cái kiểm soát nó đúng là nó hơi chơi vơi. Dĩ nhiên nó không phải là tệ, nó chỉ bị hơi trên ven và hơi lo lắng cho người nghe mà thôi. Cả Lệ Quyên và Quang Dũng đều là hai hình tượng mà hai bạn đã làm khá là tốt ở cái vòng trước. Nhưng với cái vòng này, bạn hóa thân thành Lệ Quyên chưa thật sự tinh tế trong cách điều khiển cái voice của mình. Tại vì bạn quá tập trung vào việc gò khẩu hình, nên đôi chỗ nó không tự nhiên. Có nghĩa là mình phải làm sao cho giống Lệ Quyên một cách tự nhiên nhất. Còn đối với bạn Quang Dũng thì nó cũng cao luôn so với... Nếu mà với tone của anh Quang Dũng ở ngoài đời nó cũng là cao luôn, mà bạn hát như vậy thì đối với Thành cũng là tốt rồi. Nhưng nó thiếu đi những cái đặc trưng của anh Dũng. Ví dụ như những cái mà hơi
nghiến cái hàm dưới á. Anh Dũng hát nó hơi có đưa cái hàm dưới ra ngoài một tí, và cái âm mũi của anh Dũng nó phải nhiều hơn tí. Thì lần này thì Thành thấy là bạn Tuấn lại không có kiểm soát như lần trước, hơi tiếc cho hai bạn ở tiết mục này. Minh Phương bị không tới nốt nhiều hơn, nhưng mà cái âm sắc cao của bạn thì nghe nó vẫn ra được Lệ Quyên trong đó. Nhưng mà chị cảm giác như thế này nè, Minh Phương, em hát cái bài này á, chị không thấy em bỏ cái hồn vào trong cái bài. Cái cách mình ngắt câu, chia chữ á, nó bị đều quá, nó thiếu đi cái cảm xúc ở trong đó của Lệ Quyên. Còn riêng về Tuấn hát á, nghe không biết sao chị không thấy có Quang Dũng trong đó nhiều. Cái bài đợt trước còn nghe đỡ đỡ, lâu lâu có những nốt hay là những cái câu nghe giống Quang Dũng. Còn bài này thì chị nghe khó chịu quá, chị cứ cảm giác như cái âm nó cứ nằm nuốt ở bên trong, nó không ra bên ngoài. Là cái đó, nhưng mà ngược lại thì Tuấn, cái cách phong thái của Tuấn, cái cách diễn của Tuấn rất là thoải mái trên sân khấu. Giống anh Quang Dũng là cũng rất là thoải mái như thế. Chị chấm về cái phong cách của Tuấn nhiều hơn là về giọng hát của em. Ở trong cái bài này á, chị vẫn thích cái phong thái của em vẫn có. Em hát, em rất là đặt cái tâm tư em vào bài hát này thấy hết. Nhưng theo cái cảm nhận của chị, ở đây mình cảm thấy nó rất là căng thẳng và cảm thấy tụi em bị cố. Em hiểu không? Nếu em được vào vòng trong, em để ý nha, tụi em hôm nay mở khẩu hình dọc quá nhiều, hơi nó sẽ thoát ra hết. Tụi em không có đủ để cái hơi để em giữ chắc lại. Và hôm nay chính Phương lại bị cái đó là nhiều lắm luôn đó Phương. Và trong em hôm nay hát không có cái độ tình, tại vì em đang cố tập trung để em giữ vững cái câu hát của em. Cha ta phơi cuộc tình, tóc nào hãy còn xanh, cho ta chút hồn nhiên, tim nào có bình yên, ta rêu rao đời mình, xin người hãy gọi tên. Ta vội quên tim lăn trên đường mòn, trên giọt máu cuồng điên, con chim đứng lặng câm. Khi về trong mùa đông, tay rong rêu muộn màng, thôi chờ những dạng đông. Xin chờ những dạng đông, đời sao im vắng như đồng lúa gặt xong, như rừng núi bỏ hoang, người về soi bóng mình giữa tường trắng lặng câm. Có đường phố nào vui cho ta qua một ngày, có sợi tóc nào bay trong trí nhớ nhỏ nhoi, không còn ai, ta trôi trong cuộc đời không chờ ai. Em về hãy về đi, ta phiêu du một đời, hương trầm có còn đây, ta thắp nốt chiều nay, xin ngủ trong vòng nôi, ta du ta ngầm ngùi, xin ngủ dưới vòm cây. Chờ những dạng đông, đời sao
tường trắng lạo cơm. Có đường phố nào vui cho ta qua một ngày, có sợi tóc nào bay trong trí nhớ nhỏ nhoi. Không còn, không còn ai, ta trôi trong cuộc đời, không chờ, không chờ ai. Em về, hãy về đi, ta phiêu du một đời. Hương trầm có còn đây, ta thắp nốt chiều nay, xin ngủ trong vòng nôi. Ta dù ta ngậm ngùi, xin ngủ dưới vòm cây, xin ngủ trong vòng nôi. Ta dù ta ngậm ngùi, xin ngủ dưới vòm cây. Cảm ơn guitar Huỳnh Sang. Và chúng ta vừa có những giây phút lắng động với một sáng tác của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, Ru ta ngậm ngùi. Không biết với tiếng hát của Ánh Nguyệt có ru được các vị giám khảo của chúng ta hay không? Chúng ta vừa nghe một bài rất hay, thật sự cực kỳ hay. Nhưng với cách xử lý của Ánh Nguyệt nhiều hơn là Khánh Ly. Tại vì Thành không có lấy thước đo giọng hát của cô Khánh Ly bây giờ và cách xử lý của cô bây giờ mà đo cho chị. Tại vì giọng chị ngay từ ban đầu Thành đã xác nhận là mình sẽ hóa thân thành giọng hát của cô Khánh Ly phiên bản khi cô còn trẻ. Và cái bài này luôn cũng vậy. Tại vì chị hát, chị thả hồn vào đó rất là nhiều, nên vô tình khi chị thả hồn á, bản thân chị cũng là một ca sĩ chuyên nghiệp và đã hát lâu năm, nên cái phần hồn của chị nó quá mạnh, nên nó quyện vào trong cái bài hát đó hồi nào mình không hay. Nên lâu lâu á, chị luôn luôn bị va vấp trong cái ranh giới giữa Khánh Ly và Ánh Nguyệt, nên không bao giờ nghe trọn vẹn một bài nào để mình cảm nhận đây là Khánh Ly cả. Chị Nguyệt hiểu ý Thành nói không? Có nghĩa là luôn luôn nó nằm ở cái ranh giới giữa Ánh Nguyệt và Khánh Ly, chị không thoát ra Ánh Nguyệt được. Cũng cảm ơn anh Trấn Thành nãy giờ góp ý, vì đúng là bài này Nguyệt nếu mà nói thì thể hiện thì Nguyệt nghĩ cũng rất là khó để mà hoàn thành nó lắm. Em chỉ nghĩ là lột tả nó thôi một cách tốt nhất, nhưng mà đôi khi nó là phiêu quá, nó lại đi hơi Ánh Nguyệt. Dạ đúng rồi, tại vì đoạn cuối thì cũng kềm lóng mới không cầm được nước mắt. Và biết cũng xin lỗi chương trình, thì đến nửa bài thì đúng ra là phải bỏ giày ra, nhưng mà Nguyệt run quá. Với lại là thực sự là cái bài này nó lúc mà hát xong rồi cứ nó cứ dây dứt, nó truyền, nó chạy chạy ở đâu trong người, nên lúc xong mà hát đến qua giáng tấu rồi mới phát hiện là mình quên tháo giày, nên em thật sự cảm xin lỗi đạo diễn rất là nhiều. Là không sao, không sao. Tất cả những cái điều đó nó chỉ phục vụ cho bài hát mình nó có nhiều điều thú vị hơn để mà xem thôi. Thành không cần chị phải bắt chước 100% những gì trong một cái clip đã xảy ra đâu. Nhưng chị hãy xử lý theo cách của cô xử lý gần đây nhất, thì em nghĩ nó sẽ người ta cảm nhiều hơn và sẽ có cái để xem hơn. Em nói ví dụ như một cái điều mà một lần trước, tuần trước em có yêu cầu chị mà tuần này em cũng không thấy chị làm được, là những cái dấu hỏi của cô. Ví dụ như là xin chờ những dạng đông, đời sau im vắng như đồng lúa gặt xong, như rừng núi bỏ hoang. Nếu chị làm được một cái chữ bỏ em thôi là em sẽ cảm thấy là nó rất là tuyệt vời cho em. Tại vì đôi khi nó không phải là cái gì hết, nhưng mà đôi khi nó là một cái điều đặc biệt tinh tế riêng của Khánh Ly mà không một ca sĩ nào trên đời này hát cái dấu hỏi vậy hết. Đôi khi nó chỉ là một cái tinh tế nhỏ nhỏ, tại vì mỗi một tuần các thí sinh đều phải tập nhiều hơn để có thể hoàn thiện hơn và có nhiều cái để khán giả xem hơn. Nếu để nói một Ánh Nguyệt hát thì rất tuyệt vời. Khán giả ngồi nghe chị hát họ sẽ rất yêu mến chị, thật sự là như thế. Chứ nếu đến với một cuộc thi mà để hóa thân thành thần tượng thì Thành nghĩ là chị nên nghiên cứu kỹ hơn một tí. Cảm ơn những lời nhận xét góp ý của Trấn Thành. Và xin mời giám khảo Cẩm Ly. Ly biết là giọng của Nguyệt đúng là nó có những cái âm sắc của cô Khánh Ly, mà hôm nay đặc biệt Ly rất thích những cái quảng trầm.
nó đẹp và nó ấm lắm. Chính vì cái quãng trầm mình làm quá tốt, cho nên khi mà ở cái quãng cao, tại vì thực sự đó, giọng của Nguyệt từ vòng đầu thì cũng đã nói nó rất là bén, nó quá là ăn máy. Chính vì thế khi mình hát những cái đoạn cao á, tức là cô Ly cổ cũng hát bật cái âm thanh mạnh ra ngoài, nhưng nó vẫn có một cái gì đó nó rất là mềm, nó làm cho mình cảm thấy nó ấm lòng. Còn của mình nó bị bén quá, thành ra nó sắc. Phải chi chung quanh đó mình bao phủ một cái lớp gì nó sẽ mềm, cái giọng nó rờn một tí xíu thì nó sẽ tình cảm như cái lúc mà Nguyệt hát cái quãng trầm. Cái thứ hai, những cái đuôi, những cái từ cuối cùng của Nguyệt, Nguyệt ngắt cái câu á, Nguyệt hát á, mình ngắt nó hơi bị gắt. Có thể cô Ly cổ cũng ngắt, ví dụ cổ ta 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 ra ta ra ta, ví dụ ta 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 ta, ngắt nó gắt quá, nó không có, tức là không phải cần mình đãi cái đuôi, nhưng nó phải mềm. Và xin mời đạo diễn Hoàng Nhật Nam. Các vị giám khảo trước đã phân tích rất là nhiều những cái phần về trình diễn. Thì đối với riêng tôi thì tôi sẽ có những chia sẻ mà thôi. Thì để cho cái phần chia sẻ này, thì bởi vì anh Nguyệt quên cái phần tháo giày, thì bây giờ Khánh Nguyệt cứ thử tháo giày ra đi, rồi mình sẽ chia sẻ với anh Nguyệt những cái rất là cảm xúc của mình dành cho anh Nguyệt. Bởi vì sao cô Khánh Ly cổ tháo giày ra? Bởi vì cổ là nữ hoàng chân đất và cổ muốn giữ cái sự bình tĩnh. Cổ sẽ tự tin khi mà được đi đôi chân trần đó, đứng trên đất và hát hàng chục bài trong suốt một cái đêm diễn như vậy. Và thực sự hôm nay chị Ánh Nguyệt xuất hiện trong cái mái tóc này gợi nhớ cô Khánh Ly xưa, cô khi đó còn là Lệ Mai, phải không? Rồi hôm nay mặc áo dài cũng rất là xinh đẹp nữa. Khánh Ly là giống như một cái người tình trong âm nhạc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Và cái ca từ của bài này á, thật sự nó khiến mình có rất là nhiều những cái cảm xúc, những cái động từ trong những cái câu hát á, tim lăn trên đường mòn, những cái từ lăn, rồi những cái hình ảnh nó giàu cái sức gợi lắm. Và những cái câu từ của nhạc sĩ quá sức là cao siêu và nó quá đầy hình ảnh đi. Rồi những cái bài hôm trước Ánh Nguyệt có hát đó, tay măng trôi trên vùng tóc dài, đúng không? Rồi trôi trong cuộc đời, những cái động từ á, nghe nó rất là lãng mạn và thật sự nó đầy cái tính triết lý trong đó. Anh Nguyệt biết sao, hồi trước nhà của mình là bán cà phê trong một cái con hẻm nhỏ. Hàng ngày mình cũng được mở những cái băng cassette để mà phục vụ cho khách đó. Người ta đến uống cà phê và người ta nghe những cái bản Trịnh Công Sơn, Vũ Thành An, Ngô Thụy Miên. Và trong đó có những cái album của Khánh Ly. Và từ hồi nhỏ mình đã nghe những cái bài như thế này. Mà mình vẫn còn nhớ rất rõ một cái poster có ba người: nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, ca sĩ Khánh Ly và em gái Trịnh Vĩnh Trinh. Cả ba người đang ở một cái trời ở ngoài trời á, và tuyết rơi và họ mang những cái áo lông á. Tôi vẫn còn nhớ rất rõ là Khánh Ly và Trịnh Vĩnh Trinh mắt thì đỏ hoe, và hình như là cái poster đó được chụp trong một cái khoảnh khắc mà họ gặp nhau thực sự, chứ không phải là dàn dựng hay gì cả. Hôm nay Ánh Nguyệt đã bằng cái bài hát này đã gợi lại cho mình những cái ký ức từ thuở nhỏ, và mình cũng thấy có một cái sự trùng hợp. Không biết là đạo diễn bên chỗ anh giám đốc âm nhạc Minh Vi có cố ý hay không, nhưng mà bài trước cũng cho Ánh Nguyệt gọi nắng, đúng không? Gọi nắng cho vai em gầy, đường xa áo bay. Và hôm nay thì xin chờ những rặng đông và có một cái vầng mặt trời tỏa sáng lên như vậy ở đằng sau Ánh Nguyệt. Không biết Ánh Nguyệt có thấy hay không, chắc là giám đốc âm nhạc cũng đã có những cái điều gửi gắm và những cái tâm tư và những cái món quà dành tặng cho Ánh Nguyệt. Anh cũng mong muốn là Ánh Nguyệt lúc nãy có thả giày ra đó để đi và mình được bình tĩnh hơn, thì biết đâu mình sẽ feel được cái cảm giác của Khánh Ly lúc đó đó. Nhưng mà không sao, đối với anh thì nó cũng rất là đong đầy tình cảm. Dạ, cảm ơn đạo diễn Hoa Nhật Nam. Rất là nhiều những cái lời chia sẻ với tiết mục vừa rồi của Ánh Nguyệt, và mong rằng nếu như mà Ánh Nguyệt đi tiếp vào vòng trong thì mình sẽ khắc phục được những cái điều mà mình vẫn còn thiếu sót, những cái điểm mà mình vẫn còn chưa giống lắm với cô Khánh Ly, với thần tượng của mình, để những tiết mục sau này của mình sẽ hoàn thiện hơn. Bao nhiêu lần
lời dù đã ngón tay buồn, ngàn năm cho giá băng hồn, tuổi gầy nông lên màu mỡ. Khóc trên mi cho môi ươm sầu, chiều lên đỉnh núi ngang đầu, nhạt đường cho con sáng sầu, giận hờn xin ngập lối đi. Năm xưa nay vương âm thầm, hàn cây mơ bóng bên đường, gọi người khi nắng phai tàn, gọi tình yêu phao lãng quên. Hàn cây mơ bóng bên đường, gọi người khi nắng phai tàn, gọi tình yêu vào lãng quên. Chúng ta vừa lắng nghe tiếng hát của Đức Tài và giám khảo Trấn Thành. Thế này là Tài ơi, chưa giống lắm. Những cái bỏ nhỏ, những cái hát mà anh Kiều anh hay có cái sự bấu, anh níu cái chữ lại lâu hơn để rồi thả cái chữ đó ra, để làm được như ảnh thì mới là ảnh. Ở cái đoạn trên cao thì em làm tốt. Em hơi thiệt thòi, anh biết là tại vì em hóa thân lại một cái người mà không có nhiều tật. Tật không phải là cái tật xấu em nhé, tật chỉ là những cái thói quen khi người ta trình diễn thôi. Nhưng mà anh Bằng Kiều thì ảnh không có những cái biểu hiện nào gọi là đặc biệt, chỉ có đặc biệt ở giọng hát thôi. Anh tự ra là anh nghĩ em phải nghiên cứu kỹ hơn. Cảm ơn Trấn Thành.